Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả. Tập 20. Chương 191, Kho Báu. Nhưng hỗn loạn chưa kịp bắt đầu, giang hồ đã rối tung cả lên. Nguyên nhân chính là bản đồ kho báu. Vào giờ Tí một ngày nọ, một trò chơi thủ mới chơi đang luyện cấp thì thịt được một quái vật cấp 20 rơi xuống một mảnh giấy ghi bốn chữ bản đồ kho báu. Vui mừng khôn xiết, vội vã quay về thành, dọc đường lại vô tình chém chết một con chó nhỏ cấp 10, lại nhặt được một bản đồ kho báu khác. Càng thắc mắc, tiếp tục chém thêm bốn con quái vật nhỏ nữa, kết quả lại nhặt được hai bản đồ giống hệt nhau. Chỉ trong một ngày, giang hồ vì bản đồ kho báu mà sôi sục trở lại. Từ khi Tam Đại Bang Hội gia nhập vào trò chơi này, người chơi không ngày nào là không trong giai đoạn sôi nổi. Ngày nọ sôi sùng sục một phen, ngày kia lại sôi sục một lượt, ngày mốt vẫn còn phải sôi sục. Chờ đến ngày nào không còn sự việc khiến sôi sục, một lượng máu nóng vẫn còn trên trăm độ, biết làm sao được, đành phải tiếp tục sôi sục. Nhưng không thể trách bọn họ kinh ngạc vớ vẩn. Ngay cả Pháo Thiên Minh vừa thấy giới thiệu về bản đồ kho báu kia cũng suýt nữa đã rớt cằm xuống bàn. Bản đồ rất đơn giản, ở giữa một ngọn núi tuyết trắng xóa, có cái dấu X màu đỏ chỉ vị trí kho báu. Nhưng lời giới thiệu thì vô cùng hấp dẫn, kho báu của Sấm Vương, bên trong có đồ vật tổng giá trị trên 500 triệu vàng. Bất cứ ai cũng có thể tự do bán chúng ở bất kỳ cửa hàng hệ thống nào để đổi lấy phiếu ngân giá trị tương đương. Lưu ý, đồ chưa bán sau khi chết sẽ bị rơi toàn bộ. Trên giang hồ, người nào người nấy lập tức mang bầu, một bầu âm mưu. Hơn một nửa số người chỉ cần liếc mắt qua đã biết đó đây là dãy núi tuyết bao la hàng vạn dặm ở Liêu Đông. Dựa vào sức một người không thể tìm ra báu vật trong vùng núi tuyết rộng lớn đến thế được. Cách duy nhất là dựa vào sức mạnh tập thể. Thí dụ như một đội 100 người, tìm được kho báu sẽ chia đều, mỗi người có thể được 500 vạn vàng. Chớ nói là trong thời buổi kinh tế khó khăn như giang hồ hiện giờ, ngay cả thời kỳ giang hồ Thái Bình ban đầu, con số đó cũng đủ khiến người ta kinh hoàng. Không tập hợp được nhiều người thì khó mà thực hiện được việc gì, nhưng nếu nhiều người quá thì lại khó kiểm soát. Nếu thật sự tìm được kho báu, lỡ đội ngũ xuất hiện vài tên nội gián, gọi người khác đến trực tiếp chém giết. Vì vậy, cách tốt nhất là tập hợp theo đơn vị bang hội và môn phái, thứ nhất có người lãnh đạo đáng tin cậy, thứ hai còn có hỏa lực yểm trợ. Lượng châu báu 500 triệu vàng, cho dù là đội quân vạn người, mỗi người cũng có thể chia được 5 vạn vàng. Mẹ nó! Đám nhà thiết kế này chỉ sợ không chơi chết người ta hay sao, còn lập ra quy tắc, người chết mất phần. Thật con mẹ nó vô liêm sĩ, chẳng lẽ phải khiến mọi người quay về tân thủ thôn thì bọn họ mới vui vẻ? Hay là thấy những ngày qua chưa đủ loạn, Tinh Ảnh tự mình tìm đến Pháo Thiên Minh để bàn luận việc này? Ngươi có thể không đi được mà. Không đi, thế thì không tốt lắm. Mọi người đều đã đi rồi, nếu ta ở lại chẳng phải là thoát ly quần chúng hay sao? Trừ cha, theo ngươi thì việc tìm kho báu này do người Võ Đang tổ chức hay là do Liên minh Tinh Anh tổ chức? Võ Đang tổ chức bao nhiêu người? Một vạn người. Ngươi không sợ trong một vạn người ấy lại có một tên nội gián sao? Đến lúc đó cho dù chúng ta tìm được, chỉ cần đăng bài trên diễn đàn, Võ Đang sẽ trở thành kẻ thù công khai của cả giang hồ, hàng trăm vạn người nhìn thấy Võ Đang là giết. Lúc đó địa vị sinh tồn của chúng ta cũng chẳng hơn con chuột là bao. Ngay cả người tự tin như ta cũng không dám bảo đảm mình có thể sống sót ra khỏi dãy núi tuyết. Pháo Thiên Minh thở dài, lần tìm kho báu này không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Mẹ nó, bản đồ kho báu mà lại rẻ hơn cả giấy nháp, gần như người nào cũng có 10 tờ. Vậy ngươi có mưu kế gì không? Có, nhưng ta chắc chắn ngươi không dám dùng. Ngươi nói trước đi. Ngươi tìm 100 đệ tử Võ Đang đáng tin cậy trà trộn vào tất cả các đoàn thể. Sau đó phát hiện tung tích của kho báu, ta điều tất cả nhân mã Võ Đang mai phục ở cánh đồng tuyết đi cướp. Chỗ tốt là như vậy chúng ta có thể điều động 3 vạn người. Hơn nữa mục tiêu bị mọi người công kích đầu tiên chính sẽ không phải là chúng ta hơn nữa cho dù toàn bộ giang hồ vây giết chúng ta. Ta cũng có thể dựa vào võ công, thừa dịp hỗn loạn, bình yên thoát thân. Vậy võ công yếu một chút thì sao? Thôi xin, kẻ địch chung của mọi người đó.
tốt một chút cũng phải chết, huống chi là kém. Ngươi đi chết đi. Tinh ảnh xuất cước bay tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể triệu tập hội nghị tầm bảo mở rộng, mọi người nhất trí rằng vận mệnh của mình chưa bao giờ hưng vượng. Mua vé số cũng không trúng quá 500 vạn, cho nên hoàn toàn không có khả năng tìm ra một điểm đỏ trong phạm vi vạn dặm. Cuối cùng nhất trí biểu quyết, nhất định phải dựa vào lực lượng của quần chúng tìm kiếm. Sau đó thông qua các loại tin tức khác nhau chém quần chúng mới là cách đúng. Danh sách nhóm tầm bảo cũng như dưới đây, Pháo Thiên Minh, Gia, Vũ Lý Hoa, Uống Hát Bất Túy, Phích Lịch Lịch, Tinh Ảnh, Kiếm Cầm, Vô Song Ngư do 8 người hợp thành. Tạm thời đặt tên là Ái Tâm Tổ Hợp, còn có Ái Niếp Niếp và Đường Đường tham gia làm nhân viên ngoại biên, phụ trách tin tức. Không còn cách nào khác, người ta cưỡi ngựa bình thường không thể leo lên tuyết sơn, còn tên tiện nhân mã. Hắn vẫn cho rằng đi ngắm tuyết cùng Diệp Tử lãng mạn hơn so với đi ăn cướp. Về phần Chân Hán Tử, đã bị kéo đến đội ngũ tầm bảo trăm người của Lãnh Nhược Tuyết. Vậy ngươi làm nhiệm vụ bang hội thế nào rồi? Trong lúc mọi người mua dược liệu, Vũ Lý Hoa đột nhiên hỏi Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh ngẩn người, đúng rồi. Mình hai ngày là phải nhận một nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ liên tục sẽ không thành công. Đi, Đại Tuyết Sơn, 10 ngày nửa tháng cũng khó có một người qua lại, người khác không giống. Một nhiệm vụ đưa tin là kéo dài 3 ngày, phức tạp chừng 10 ngày cũng không có vấn đề gì. Vậy làm sao bây giờ? Tinh ảnh cười cười đưa ra ý tưởng, nếu không ngươi viết tờ đơn xin nghỉ phép. Mọi người khinh thường Tinh ảnh. Pháo Thiên Minh lại gãi đầu nói, ta đi thử xem sao. Cả nhóm khinh thường Pháo Thiên Minh, kể cả Tinh ảnh. Sau nửa giờ, Pháo Thiên Minh trở về, nét mặt lộ vẻ âm u bất định. Thấy ánh mắt thắc mắc của mọi người, y nói, à, chỉ là phê duyệt tờ đơn nghỉ phép thôi. Tinh ảnh lập tức khinh bỉ cả nhóm. Nhưng mỗi ngày phải trừ đi 30 vàng, nói là lấy tiền tạm ngừng chức vụ, còn hy vọng ta xin nghỉ cả năm. Ta cũng nên xin nghỉ vài ngày, ta còn 3 ngày nữa là tới thời hạn nhiệm vụ, không ngờ thế mà lại xin nghỉ phép được. Trời ơi, chuyện gì thế này? Tinh ảnh dặn dò một câu rồi chạy về phía trạm dịch. Ta cũng đi, ta cũng đi. Cả con đường chỉ còn một mình Pháo Thiên Minh, gió lạnh thổi tới, trời đất im ắng, y tự nhủ hóa ra mình là con chuột trắng thí nghiệm. Tuyết Nam Trấn. Ở cửa núi Đại Tuyết Sơn có 4 trấn, Tuyết Đông Trấn, Tuyết Nam Trấn, Tuyết Bắc Trấn, Tuyết Tây Trấn. Trong vòng một ngày, dấu hiệu chim bay lảng vảng trên núi tuyết hoàn toàn biến mất, người trong các trấn đều bắt đầu xôn xao, giống như đang tham dự sự kiện của thần tượng ca nhạc nào đó. Đặc biệt hơn, ở lối vào núi tuyết có một cửa hàng, mức độ kinh doanh cực kỳ khủng khiếp. Với năng suất phục vụ hoàn mỹ mà vẫn còn xếp hàng dài. Pháo Thiên Minh ngẩng đầu nhìn, thấy cửa hiệu treo một tấm bảng viết, ai không đeo kính râm khi vào vùng tuyết dễ bị tuyết mù. Hóa ra là cửa hàng bán kính, nhóm Pháo Thiên Minh đành phải lấy số xếp hàng. Nhưng tốc độ phục vụ của hệ thống nhanh gấp ngàn lần so với ngân hàng, chưa đầy 10 phút đã đến lượt nhóm của họ. Vô Song Ngư làm đội trưởng, có trách nhiệm thanh toán. Sau khi vào trong, hắn tiến lên mấy bước, nói, chủ quán, cho ta 8 cái kính. Rồi đưa ra một tờ ngân phiếu. Nhân viên liếc nhìn rồi hỏi, các ngài muốn mua mắt gọng kính à? Gọng kính? Ý gì vậy? Thật xin lỗi, 10 vàng chỉ đủ mua 8 cái gọng kính một bên. Vô Song Ngư nén giận hỏi, vậy cả cái kính râm giá bao nhiêu? 10 vàng. 10 vàng một cái kính râm. Chẳng thà các ngươi đi cướp đi. 8 tiếng quát đồng thanh nói. Hiểu lầm rồi. 079 cười giải thích, 10 vàng chỉ là một cái kính đơn, 20 vàng là loại thường. 50 vàng có viền vàng, 100 vàng tự động điều chỉnh màu sắc tùy theo cường độ ánh nắng. 300 vàng là loại có kỹ thuật, không những tiện dụng mà còn rất đẹp. 500 vàng có thể đặt làm theo kiểu riêng ngay tại chỗ. Vô Song Ngư quay đầu hỏi, ai đồng ý làm đội trưởng? Ta e ta sẽ giết hắn mất. Mọi người vội đồng thanh đáp, chúng ta chắc chắn sẽ giết hắn. Vô Song Ngư thấy thái độ mọi người quyết liệt, đành nén nước mắt bán cổ phiếu gom góp được 150 vàng. Dù sao cũng là cao thủ, mua xong kính đi ra ngoài, 8 tên độc nhãn long lập tức thành trò cười. Mua xong kính, 079 ân cần hỏi, các vị đi tìm kho báu phải không? Mọi người sửng sốt, Vô Song Ngư nén vui mừng trong lòng hỏi, ông chủ có manh mối gì không? Không có việc gì thì người ta sẽ không tìm mình nói chuyện, trừ khi mình động được tới manh mối ẩn giấu. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ hỏi các ngươi có mang theo cái xẻng không thôi. Xẻng á? Đúng vậy.
chắc chắn kho báu bị chôn dưới tuyết rồi, không mang theo sẻng, lẽ nào các ngươi dùng tay đào? Cả bọn đầu lắc lư, không có. Vậy thì tốt, thật ra các ngươi mang sẻng theo cũng bất tiện dùng, xúc tuyết phải dùng sẻng tuyết, chẳng những lấy nhanh, lại còn tiết kiệm sức lực. Một cây chỉ cần 5 vàng, xem các ngươi đông người, ta giảm 80%, mỗi chiếc 4 vàng, các ngươi lấy mấy cây? 8 cái. Vô Song Ngư vừa nói số lượng, 079 lập tức giao dịch cho hắn 8 cái sẻng. Nhận được tiền lẻ của Vô Song Ngư đúng bằng, trực tiếp giao dịch qua. Pháo Thiên Minh ngờ vực hỏi, chẳng phải ta đã nói là giết người cướp của sao? Ngươi mua sẻng làm gì? Lại nữa cho dù chúng ta tìm ra, chỉ dựa vào 8 người chúng ta đi đào. Ngươi định đào tới bao giờ? Có thể trả hàng không? Vô Song Ngư tát mình một cái rồi mới hỏi 079. Không thể. Thái độ của 079 vẫn rất tốt, vẫn là tác phong mỉm cười phục vụ. Vậy ngươi nói cho ta biết, sẻng này khác gì sẻng thường ra sao? Trên cán có hai chữ sẻng tuyết. 079 lập tức đáp. Vô Song Ngư đám luôn tới, nhưng không ngờ trên người tiểu nhị tỏa sóng nước màu lam, hoàn toàn hóa giải công kích. 079 vẫn mỉm cười nói, hôm nay ta tiếp 80 nhóm khách hàng, các ngươi là nhóm thứ 8 muốn giết ta. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Vô Song Ngư nghiến răng quay người nói. Đợi một chút, lại làm gì nữa? Vô Song Ngư vội vàng xoay người, ánh mắt dò hỏi. Tìm bảo vật sao có thể thiếu bản đồ chỉ dẫn tìm bảo vật? 079 lôi ra một tờ bản đồ lượt giới thiệu, trên đây vẽ các đỉnh núi tuyết lớn, vị trí các sông băng. Vô Song Ngư nhận lấy xem qua, đây là một tờ bản đồ điện tử, trên đó vẽ 4 đồng bằng tuyết Đông, Tây, Nam, Bắc, và một đồng bằng tuyết trung tâm gọi là Trung Hải, diện tích gần 10 dặm vuông, mỗi đồng bằng đều có một con đường dẫn tới Trung Hải tuyết nguyên. 079 lại giới thiệu tiếp, chỉ cần ngươi mua bản đồ, vị trí của ngươi sẽ hiện thành chấm đỏ và cứ nửa canh giờ lại cập nhật một lần. Thế nào? Món đồ này là bảo vật trấn tiệm của chúng ta. Ta thấy chư vị quý khách đều là người có thân phận nên mới lừa chủ quán lấy trộm ra bán. Pháo Thiên Minh vội ngăn Vô Song Ngư nói thêm, hỏi, bao nhiêu tiền? 800 vàng, 20 lượng, bán thì bán, không bán dẹp đi. 700, 21, làm gì có ai trả giá như ngươi? Ta giảm đi hàng trăm, ngươi tăng lên hàng đơn vị. 600 chốt giá, xin đừng bỏ đi. 22, Pháo Thiên Minh nhìn chằm chằm vào 079. 500, trừ trà, ngươi được lắm, 800 vàng bị ngươi mặc cả xuống 30 vàng vàng. Này, hỏi ngươi, nếu hắn thật sự không bán thì làm sao? Kiếm Cầm đứng bên cạnh quan sát bản đồ. Ta đã chụp lại bản đồ rồi, hơn nữa còn mang cả la bàn chỉ bắc. Pháo Thiên Minh cười hì hì trả lời. Cánh động tuyết, biển ả và sa mạc trông có vẻ không liên quan, nhưng chúng đều có một số đặc điểm chung, vẻ đẹp và cái chết. Quan trọng hơn, chúng đều là những nơi con người không thể chinh phục hoàn toàn, nơi tự nhiên vô tình và sự sống được thể hiện rõ nét nhất. Nam Hải Tuyết Nguyên có vô số đỉnh tuyết cao hơn 3.000 mét so với mặt biển, tạo thành một con đường tự nhiên. Tổ đội Ái Tâm không đi theo con đường ấy, nguyên nhân chủ yếu là vì tuyết rất dày, không dùng khinh công một bước thôi là lún sâu đến đùi. Thứ hai, vì có rất đông người đã đi trên con đường đó, nếu có thì chắc chắn bảo vật đã bị người khác tìm thấy trước rồi. Điều quan trọng nhất là mấy cô gái cho rằng ngắm cảnh tuyết trên đỉnh núi sẽ đẹp hơn, nên tổ đội Ái Tâm mới leo núi vượt suối như thế này. Còn đa số người chơi cũng không đi theo lối mòn, họ lang thang khắp nơi, thấy ngọn núi tuyết là lại lấy bản đồ kho báu ra đối chiếu. Các nhóm người chơi lớn thường có cả ngàn người, nhóm nhỏ cũng trăm người trở lên. Chỉ riêng đội ngũ Pháo Thiên Minh quá ít ỏi. Dọc đường, các nhóm hoàn toàn không giao lưu với nhau, mọi người tự giác nói chuyện trong kênh riêng của đội mình. Nếu vô tình đi ngang qua nhau, lại phần nhiều là nhòm ngó bằng ánh mắt căm thù. Hôm sau, khi Ái Tâm tiểu đội đến trung tâm Nam Hải Tuyết Nguyên thì Đường Đường và Ái Niếp Niếp ngoài chiến trường chuyển đến hai tin buồn cho. Tin thứ nhất, 50 cao thủ tinh anh trong Huyết Ảnh Đường bị sập băng rơi xuống hồ, toàn quân bị diệt. Nguyên nhân là vì mặt hồ bị phủ một lớp băng mỏng 0,1mm rồi lại phủ tuyết trắng lên trên để ngụy trang. Một mình dùng khinh công qua thì không sao, quá 10 người không có khinh công cao cấp thì không thể đi qua, 50 người trở lên thì dù là Sở Lưu Hương cũng chết hết 50 Sở Lưu Hương. Tin buồn thứ hai, khi 100 thủ hạ của Lãnh Nhược Tuyết dừng chân gần trung tâm tuyết nguyên thì bị một NPC dùng đao phục kích từ dưới tuyết xông lên tấn công. Kể cả Chân Hán Tử cũng chết trận trong đám đông ấy.
Theo đường đường điều tra, người này chính là Hồ Phỉ, võ công trên tuyết của hắn có thể xưng là boss cấp độ cao nhất. Chương 192, Hồ Phỉ. Tin xấu nối tiếp, ngày thứ ba, một nhóm 300 người bước vào vách băng khổng lồ thì bị tiêu diệt toàn bộ. Cùng ngày, hai nhóm đầu tiên đến trung tâm tuyết nguyên cũng bị Hồ Phỉ tấn công, may mắn còn sống sót vài chục người. Những người bị tấn công kể lại rằng Hồ Phỉ đột ngột xông ra từ đống tuyết dưới chân họ, chỉ ba nhát đao đã hạ 6 cao thủ có võ công tốt nhất trong đội. Ba nhát đao chớp nhoáng ấy giết chết 6 cao thủ cách xa nhau hơn 10 trượng. Sau khi giết người, Hồ Phỉ đột ngột biến mất như không khí. Khi mọi người còn đang bối rối thì đội ngũ cách đó 40 mét đã bị tấn công, cũng là ba nhát đao giết 6 người, rồi Hồ Phỉ lại biến mất. Khi tin tức này được công bố, người chơi cảm thấy không khí trong tuyết người Uyên thật kỳ lạ. Những người đến gần trung tâm cũng dừng bước quan sát tình hình. Đường Đường bày tỏ quan điểm của mình, thực ra đây cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần Hồ Phỉ mặc đồ trắng như tuyết, đảm bảo không nhăn nheo là được. Ta đoán là sau khi giết người, hắn nằm sấp xuống tuyết để lộ lưng cho người chơi nhìn thấy, như vậy trông giống tuyết lắm. Vấn đề này còn liên quan đến ảo giác tâm lý, nhìn lâu vào một màu, chúng ta dễ nhầm lẫn chiều cao của vật thể, chỉ thấy mặt phẳng nằm ngang. Thêm nữa, hắn lại có khinh công tuyệt đỉnh nên mới xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đều đồng ý với lời giải thích hợp lý của Đường Đường, dù sao cũng đáng tin cậy hơn giả thuyết ma pháp không gian của Vô Song Ngư. Sau khi nghỉ ngơi ở rìa tuyết nguyên, Tinh Ảnh hỏi, bây giờ phải làm sao? Pháo Thiên Minh đáp, ta đề nghị nghỉ ngơi tại đây một tháng, ngắm cảnh đẹp, tiện thể chặn đứng kẻ địch. Pháo Thiên Minh luôn cho rằng võ công của mình tốt nhất, chắc chắn là người đầu tiên bị công kích. Bảo y phải cảnh giác 24/7, y làm gì nhẫn nại cỡ đó. Đồng tình, tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời, không còn cách nào khác. Mọi người đều nghĩ rằng người bị tấn công thứ hai chính là chính mình, thứ nhất thì không ai đoạt của y, quá bi quan rồi. Dù sao chúng ta cũng đều là cao thủ cả mà. Tinh Ảnh rất bất mãn với thái độ thiếu chí tiến thủ của mọi người. Ta có một đề xuất. Ra giơ tay lên. Ngươi im miệng đi. Pháo Thiên Minh lập tức ngăn cản cô tự hy sinh. Sa cười hí hí nói, đề xuất của ta là cử Trừ Trà đi trước dò xét tình hình. Trà Trà à, về tư về công ta đều không có ý định hại ngươi đâu. Khinh công của ngươi tuy không bằng Hồ Phỉ, nhưng ta thấy cũng không thua mấy, ngươi chỉ cần vận động liên tục là được. Ta nghĩ khả năng hắn phục kích ngươi cũng rất thấp thôi. Hát Bất Túy nghi ngờ hỏi, một mình hắn vào đó thì làm được gì? Việc này hãy hỏi hắn đi. Sa nhìn sang Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh khịt mũi một cái nói, ý cô ấy là ta đi vào khoảng 1-2 ngày rồi đi ra, các ngươi sẽ thấy ta quay lại, không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó các ngươi sẽ can đảm tiến vào, 8 người chúng ta lặng lẽ theo sau đại quân thì tiến lên sẽ rất an toàn. Tinh Ảnh bổ sung, ngươi còn có thể quay lại tuyên bố đã đánh trọng thương lão hổ. Rất nhiều người đã từng thấy ngươi trong video ở Quang Minh Đỉnh, chưa chắc họ đã không tin. Đồng ý. 7 người cùng nói, thiểu số phải phục tùng đa số. Pháo Thiên Minh định giải thích hố tuyết và hố lửa vốn cùng một tính chất. Bỗng nghe một tiếng huýt gió xa xa, quay đầu lại thấy một người chơi từ cách đó 100 mét lao vun vút vào trung hải tuyết nguyên như tia chớp. Mọi người cùng nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh lắc đầu nói, nhanh hơn ta không ít. Lần đầu thấy có người nhanh hơn mình, Pháo Thiên Minh hơi thất vọng, trên núi còn núi, trên trời còn trời. Không lẽ là đạp tuyết vô ảnh của phái Nga Mi? Ta đi xem thử. Nói đột nhiên bay lên từ dưới đất, đuổi theo sau. Hồ Thiết Hoa từng nói với y, tuyệt học của Nga Mi là đạp tuyết vô ảnh, trên tuyết có thể nhanh hơn các môn phái khác 20%. Ngoài ra còn có môn phái ẩn giấu Thiên Sơn phái, khinh công của họ gọi là phi tuyết vô ảnh, tốc độ không thua kém đạp tuyết. Chỉ khác một điểm là phi tuyết không để lại dấu chân trên tuyết. Sa thở dài, Trừ Trà cái gì cũng tốt, chỉ có quá đề cao bản thân, lần này cho hắn thấy trên trời còn có trời cũng tốt. Mọi người đồng ý, đúng vậy, chỉ có Tinh Ảnh thở dài, chỉ mình y hiểu lý do. Lúc này, kênh đội ngũ vang lên tiếng cười của Pháo Thiên Minh, ha ha, châu bò quái gì chứ, võ công rác rưởi tới mức tệ hại. Ai vậy? Không biết. Dù sao một nhát phi đao đã làm hắn bị thương nặng, ngã xuống đất. Ta tiện tay đâm thêm một kiếm, hắn không hề kháng cự. Thật nhàm chán, ta tưởng cuối cùng đã có đối thủ xứng tầm,
nào ngờ chỉ là cỏ rác. Cuộc đời cô độc như hoa, bất bại lâu ngày, tâm hồn ta càng trống rỗng. Nói ra các ngươi cũng chẳng hiểu, chỉ có ta mới thấu hiểu tâm trạng của độc cô cầu bại. Cảm giác ấy thật là u uất. Ha ha. Mọi người sững sờ nhìn xa, xa gãi đầu, không biết nói sao, đành ngồi phịch xuống chỗ đất bên cạnh ai oán thở dài. Hôm sau, pháo Thiên Minh vào Trung Hải Tuyết Nguyên vẫn không bị tấn công. Trung Hải Tuyết Nguyên như một ngọn núi lớn, địa hình từ thấp kéo dần lên cao, trung bình khoảng 15 độ dốc. Từ xa có thể thấy một ngọn núi tuyết cao vút mây xanh. Ước tính cao khoảng 7.000 mét, cách mực nước biển trên 12.000 mét. Nhưng pháo Thiên Minh cảm thấy ngọn núi này rất kỳ lạ, nhìn sao cũng thấy không tự nhiên, có điều lại không thể nói rõ nguyên nhân. Đến chiều hôm sau, pháo Thiên Minh tới chân núi, cuối cùng nhận ra nguyên do. Đây không phải một ngọn núi tuyết, mà là bốn ngọn núi sát vách nhau, mỗi ngọn hơi nghiêng như tháp nghiêng pizza theo hướng đông nam tây bắc. Tạo cảm giác lung lay sắp đổ. Giữa bốn ngọn núi là một ngọn nhỏ, cao bằng một nửa bốn ngọn kia. Pháo Thiên Minh lấy bản đồ kho báu ra đối chiếu rồi nói với mọi người, có thể đã tìm thấy mục tiêu rồi. Mục tiêu chính là đỉnh cao nhất Trung Hải Tuyết Nguyên. Chúng ta đi vào thôi, mọi người vẫn duy trì sử dụng khinh công. Vạn nhất bị tập kích, liều chết đổi đả thương kẻ địch. Vô Song Ngư truyền lệnh xuống. Pháo Thiên Minh vừa mới thu lấy máy truyền tin, một ánh đao với khí thế không thể địch nổi đột nhiên toát ra từ trên đất tuyết ngoài ba trượng, lao ra từ bên trái đến pháo Thiên Minh. Tốc độ của đao này cũng không nhanh, nhưng chém xuống hoàn mỹ, hoàn toàn khóa kín tất cả con đường rút lui của pháo Thiên Minh. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, pháo Thiên Minh ngay cả thời gian rút kiếm cũng không có. Nhưng dù sao nhân vật chính cũng là nhân vật chính, dưới bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể chuyển nguy thành an. Chỉ thấy pháo Thiên Minh vô thức lấy tay trái ra đón đỡ, một thanh trường đao sáng như tuyết kẹp chặt giữa hai ngón tay. Trong lúc nhất thời cả kẻ tập kích lẫn người bị tập kích ngây ngẩn cả người, kẻ tập kích tỉnh ngộ trước tiên. Trong tay đột nhiên tăng thêm lực, trường đao biến thành kiếm thuật, trực tiếp đâm về phía lồng ngực pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh tỉnh ngộ cũng không chậm, vội vàng dùng nhạn phi lăn bên phải, vai trái mát lạnh, bị cắt xuống một miếng thịt lớn. Kẻ tập kích không nói hai lời, thuận tay chém xuống pháo Thiên Minh trên mặt đất. Trong lúc pháo Thiên Minh lăn qua, đã cầm kiếm trong tay, thân thể cũng không kịp quay lại, trực tiếp trở tay phản kích ba chiêu kiếm. Keng keng keng, ba tiếng, toàn bộ mũi kiếm đều bị thân đao chặn lại. Nhưng chuyện này cũng làm rối loạn chiêu thức của kẻ tập kích, pháo Thiên Minh sử dụng nhạn phi xoay người, cầm kiếm đối mặt kẻ tập kích cách đó năm trượng. Một chiếc trường bào trắng như tuyết bao trùm toàn thân và đầu kẻ tập kích, pháo Thiên Minh thậm chí không nhìn rõ được mắt của hắn, chỉ có thể thấy hai bộ râu mép dưới mũi. Hai người nhìn nhau vài giây, pháo Thiên Minh xuất kích trước tiên, một bước trượt tới, tay đưa ra ba chiêu kiếm. Vận tới 8 phần 10, thân kiếm phát ra tiếng xèo xèo. Rõ ràng tốc độ rút đao của kẻ tập kích không bằng pháo Thiên Minh, trong thời gian này, hắn chỉ kịp ra nửa chiêu. Dùng nửa chiêu chặn hết ba chiêu kiếm, còn một chiêu thì cả người lẫn đao bị cuốn ngược trở lại. Nhưng rõ ràng kẻ tập kích cũng do dự, khi ra chiêu vô thức nhìn về phía tay trái của pháo Thiên Minh, sợ bị y kẹp chặt lấy đao. Người dùng đao bá đạo, vốn cần một lưu khí thế thiên hạ bỏ ta bỏ người. Mà kẻ tập kích không biết gì về linh tê nhất chỉ của pháo Thiên Minh, cho nên hắn cũng có phần bó tay bó chân, khí thế không đủ. Điều này cũng cho pháo Thiên Minh không gian sinh tồn rất tốt, tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng bằng vào thân pháp và khoái kiếm, pháo Thiên Minh vẫn cứng rắn vượt qua. Chỉ có điều sau trăm chiêu, trên người đã có 6 vết thương, nếu cứ như vậy, tất nhiên là chỉ có đường chết. Dừng tay. Pháo Thiên Minh vội vàng hô một tiếng, không ngoài dự liệu, mọi người đều ăn chiêu này, kẻ tập kích lập tức dừng tay lui ra ngoài 5 mét, tỉnh táo nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh tạm không nói chuyện, vội vàng dùng mấy gói thuốc trước rồi nói, là Hồ Phỉ, Hồ ca phải không? Là ta. Hồ Phỉ phát ra giọng nam hùng hậu trả lời. Thật sao? Vậy thì thật là trùng hợp, mẫu thân ta cũng họ Hồ. Đúng rồi, cậu ta cũng họ Hồ, ông ngoại với em họ của ta đều họ Hồ. Chúng ta là người một nhà, hà tất phải đánh nhau sống mái như vậy. Pháo Thiên Minh sẽ chẳng dùng dương mạch phong tận, vì ở Tuyết Nguyên này nếu không có nội công bảo đảm sẽ lập tức bị đóng băng mà chết. Đằng nào chẳng là chết, chẳng thà liều mạng. Ngươi muốn nói điều gì? Hồ Phỉ lạnh nhạt hỏi. Ý ta là... Ngươi xem có thể thôi đánh nhau không? Ta chết là chuyện nhỏ,
Nhưng nếu có máu văng lên áo bào trắng của ngươi, há chẳng phải ngươi càng khó che giấu bản thân hơn sao? Ngươi yên tâm, máu me sau 5 phút sẽ biến mất. Hồ Phỉ lắc đao hỏi ngược lại, chỉ có việc này thôi sao? Đại hiệp, trên ta có đứa nhỏ 80, dưới có mẫu thân 3 tuổi, xin ngài thương xót, cho phép ta lấy chút tài vật ra đem ra nuôi sống gia đình. Ta nhất định sẽ cảm tạ toàn bộ gia quyến ngài. Pháo Thiên Minh kêu khóc thảm thiết, lòng tham lam, người người đều có. Nhưng chờ đã, Hồ Phỉ chưa dứt lời, chỉ thấy ánh bạc lóe lên, một thanh phi đao xuất hiện trên mắt trái của hắn. Pháo Thiên Minh khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến Nam Phong, nào, đến đây. So tài leo núi với võ đang chúng ta, Hồ Phỉ mù mắt, tốc độ. Y không hy vọng mọi người đến kịp lúc mắt người ta vẫn chưa lành, chỉ nói cho mọi người biết vị trí của boss, để có thể yên tâm tăng tốc hành quân. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Toàn dân tổng động viên. Núi tuyết dốc 75 độ, Pháo Thiên Minh phóng thẳng lên, quả nhiên phi vân thê có hiệu quả tăng tốc khi leo núi. Ở góc độ này, tốc độ chỉ thua chút ít so với đất bằng. Nhưng khi đến nửa chừng đỉnh núi, quay đầu nhìn lại thì biển tuyết bao la, đã không thấy dấu vết của Hồ Phỉ. Pháo Thiên Minh cố gắng tìm kiếm động tĩnh dưới núi, nhưng chỉ khiến y thất vọng, không phát hiện chút động tĩnh nào. Y hiểu hoặc là Hồ Phỉ đã rút lui, hoặc là đang từ từ lẻn lại gần. Trực giác nam nhân mách bảo Pháo Thiên Minh rằng Hồ Phỉ đang ở gần đây. Bởi vì theo quan điểm của Nam Nhi, không thể nào bị mai phục một nhát nổi giận đang tăng lại lặng lẽ nguôi ngoai nhanh như thế. À, thật ra nam nhân còn hẹp hòi hơn nữ nhân. Điều này có thể nhận ra qua thái độ của các đôi vợ chồng khi phát hiện bạn đời ngoại tình. Mắt của nam nhân không thể chứa được hạt cát, trong khi nữ nhân vẫn có thể bỏ qua, miễn không ném đá vào mắt là được. Lúc này, bỗng nhiên Pháo Thiên Minh trông thấy cách mình 30 bộ có một chấm đỏ nhỏ, là máu. Y lập tức phản ứng, không nói hai lời liền vội vã chạy lên đỉnh núi, trong lòng cảm thán, Hồ Phỉ này đúng là một nam nhân chân chính. Đến vùng đất bằng nhỏ trên đỉnh núi, Pháo Thiên Minh bắt đầu do dự không biết nên làm gì nữa, liệu Hồ Phỉ có thực sự đuổi theo hay không. Nếu đổi lấy là ta, trong hoàn cảnh không có thâm thù đại hận thì cũng không nỡ đẩy người khác vào chỗ chết như thế này. Mình đã hẹp hòi còn như thế, chẳng lẽ người ta còn hẹp hòi hơn mình chăng? Người còn sống sao có thể chết vì nghẹn nước tiểu? Trong lúc chờ đợi, Pháo Thiên Minh lấy ra hơn 10 thanh kiếm, vận nội lực ném ra xa, dựng nên một trận kiếm dày đặc dưới chân trong phạm vi 10 trượng, sau đó gọi điện thoại hỏi Đường Đường, Đường Đường, cô nói xem Hồ Phỉ là người thế nào? Đường Đường trả lời, về tính cách à? Hình như chưa từng làm việc thiện nào, hơn nữa hắn thuộc phe Lý Tự Thành, trong lịch sử Lý Tự Thành làm nhiều điều xấu hơn điều tốt rất nhiều lần. Cho nên Lý Tự Thành chính là kẻ xấu, vậy thì Hồ Phỉ chắc chắn không tốt lành gì. Hơn nữa, từ nhỏ Hồ Phỉ đã mang thù hận muốn báo thù cho cha, nhưng kẻ thù lại chính là đại hiệp Miêu Nhân Phượng. Sau đó Hồ Phỉ lại tán tỉnh con gái Miêu Nhân Phượng, rồi còn định quyết đấu với nhạc phụ, dù nhạc phụ không thể coi là kẻ thù của Hồ Phỉ. Ta cảm thấy Hồ Phỉ này cũng không ra gì, về sau chồng ta mà dám đánh nhau với cha ta nhất định sẽ thiến. Pháo Thiên Minh vội nói, khụ khụ, lập trường của ngươi như vậy rất không ổn. Nhưng này, có thể so sánh một chút xem, ta và Hồ Phỉ ai hẹp hòi hơn không? Đường Đường do dự hồi lâu rồi hỏi lại, ngươi muốn ta trả lời thật sao? Pháo Thiên Minh liền nói, thôi, thôi, khỏi trả lời. Y tự nhủ, đúng là mình có hẹp hòi chút ít, chẳng qua chỉ là thái độ với người yêu cũ hơi ác liệt chút thôi. Chẳng lẽ gặp mặt còn phải nói, ta chúc các ngươi hạnh phúc? Vớ vẩn. Tốt nhất trước khi kết hôn thì chồng phá sản, tịch thu toàn bộ tài sản luôn. Thế này mới đúng chứ. Hoặc là sau này phát hiện chồng bị liệt dương thì cô ta có danh chính ngôn thuận sang nhà khác mượn giống. Thế thì lợi cho cô ta quá. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Pháo Thiên Minh không dám xuống núi, sợ Hồ Phỉ vốn không có ý giết mình mà chỉ đợi ở dưới chân núi để bắt người khác. Như vậy mình bất cẩn là nhảy vào hang hổ, chết oan chết uổng. Thà cứ chậm rãi chờ đợi như thế này, dù có chết đói ta cũng cam tâm. Kiếm mỏng được y thay mới mỗi 5 phút, 4 đống kiếm của Pháo Thiên Minh nhanh chóng hết sạch. Lúc này y cũng đã xây một bức tường tuyết cao nửa thước xung quanh. Hồ Phỉ muốn vượt qua bức tường này mà không bị phát hiện,
Pháo Thiên Minh cho là tuyệt đối không thể nào xảy ra. Lại nói tới Ái Tâm tiểu đội tiếp nhận tin nhắn của Pháo Thiên Minh rồi lập tức tăng tốc. Tuy nói là tăng tốc, nhưng tốc độ cũng chẳng nhanh lắm, trong số họ không có nhiều cao thủ khinh công. Mọi người xung quanh đều để mắt vào đội ngũ xa hoa này. Sau khi vào Tuyết Sơn, ba đội được công nhận là mạnh nhất lần lượt là Tinh Anh Đường của Huyết Ảnh, Hoàng Gia Thiên Đường của Lãnh Nhược Tuyết và đội ngũ 7-8 cao thủ này. Hai nhánh trước đã bị diệt, hiện nay chỉ còn Ái Tâm tiểu đội vẫn còn trên đường đến Trung Hải Tuyết Nguyên, tất nhiên mọi người đều chú ý đến họ. Vừa thấy họ bất ngờ xuất phát, đương nhiên cũng liên tưởng đến Pháo Thiên Minh tiên phong thám hiểm. Vì vậy mọi người xung quanh bắt đầu đi theo, hành động này đương nhiên khiến tin tức lan truyền. Thời khắc đó các người chơi ở ba phía Đông Bắc Tây cũng bắt đầu tiến về đỉnh núi chính của Trung Hải Tuyết Nguyên. Pháo Thiên Minh hai ngày qua sống rất nhàm chán, cũng rất bực bội, mãi vẫn không có tin. Tức đại đội bị Hồ Phỉ tập kích, vậy chỉ có thể nói rõ, rất có thể địch nhân vẫn ẩn nấp gần đây. Hàng ngày thời gian rảnh rỗi ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh tuyết bất biến, chỉ có thể dùng để ăn uống và nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Y lĩnh ngộ sâu sắc, ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh là lãng phí, đây là phủ định triết lý nhân loại cao siêu. Đến chiều ngày thứ ba, cuối cùng Pháo Thiên Minh cũng nhìn thấy người chơi, trăm vạn con kiến trên đất tuyết bao la, từ bốn phương tám hướng ào ào kéo đến. Mặc dù ai nấy đều có khinh công, nhưng gần trăm vạn người, bước chân lớn đến mức khiến Pháo Thiên Minh ở trên đỉnh núi cũng cảm nhận được rung chuyển nhẹ nhẹ. Lúc này bầu trời đột ngột thay đổi, bắt đầu đổ tuyết như lông ngỗng. Chờ đến khi người chơi cách chân núi năm dặm, Pháo Thiên Minh bỗng cảm thấy tuyết bên cạnh rung động, khi đó chỉ nghe một tiếng răng rắc nhỏ. Ngọn núi tuyết trước mặt như bị thiên phủ chém đôi, xuất hiện một khe hở, 1cm, 10cm, 1m. Tuyết lở là hai chữ lập tức hiện lên trong đầu Pháo Thiên Minh. Tuyết lở chỉ hiện tượng lực ma sát giữa tuyết và mặt đất giảm xuống. Đồng thời, tuyết tích tụ dưới tác dụng trọng lực bắt đầu trượt xuống. Tốc độ tuyết lở cao nhất mà lịch sử loài người ghi chép là 90m một giây, sức tấn công từ 40 đến 50 tấn. Về cơ bản là gặp ai diệt nấy. Nếu tính theo giờ, con mẹ nó. Pháo Thiên Minh mắng một tiếng, không ngừng tốc độ lại hơn 300 cây số mỗi giờ. Hơn nữa, ngọn núi tuyết cao hơn 7.000 mét này, cộng với độ dốc 15 độ của Trung Hải Tuyết, tốc độ này không biết là nhân 300 cây số với 2 hay là bình phương số 2 cho đúng. Tuyết lở, lui mau. Pháo Thiên Minh gấp gáp hô to trong đội ngũ, cuống cuồng chạy về đỉnh núi. Vừa đến chân núi, phía sau vang một tiếng sấm vang trời, bốn ngọn núi đông nam tây bắc đồng loạt sập xuống. Pháo Thiên Minh mới rời chân núi chưa đầy trăm thước, ngọn núi tuyết đổ ập xuống đất tuyết, tạo thành sóng khí cao 30 thước, quét ngang bốn phương tám hướng. Lực lượng của loài người đứng trước thiên nhiên thật bé nhỏ, lực lượng của người chơi trước nhà thiết kế hèn hạ cũng rất nhỏ bé. Ngay cả nhân vật hàng đầu như Pháo Thiên Minh cũng không thể thoát khỏi sóng khí phi hành dữ dội như vậy. Khí lạnh kèm khối băng và đá nhỏ trực tiếp bao phủ lấy y. Có người gọi tuyết lở là bom nguyên tử cỡ nhỏ, cũng không phải vô lý. Đặc biệt là khí lạn do tuyết lở tạo thành giống như sóng xung kích của bom nguyên tử, phá hủy mọi thứ chắn trước mặt nó. Hơn nữa khi đổ ập xuống đất, có thể làm cho đá, băng dao động văng lên không trung, bao phủ hàng chục cây số vuông trên bầu trời. Tất cả người chơi đều biết thuật ngữ tuyết lở này, nhưng có mấy ai để tâm đến. Bốn ngọn núi sập xuống tạo nên cảnh tượng hùng vĩ, cảm giác đầu tiên của họ không phải cái chết mà là vẻ đẹp, một vẻ đẹp nguyên thủy của lực lượng hủy diệt. Tuyết lở nuốt chửng những người vẫn còn choáng ngợp, nhanh, chóng truy đuổi những người tỉnh táo chạy trốn. Ở góc nghiêng 15 độ, trọng lực có thể khiến tuyết lở duy trì liên tục vô hạn. Nói đơn giản, giống như chúng ta chơi tuyết cầu, chỉ cần có độ dốc, cầu tuyết sẽ càng lăn càng to, độ dốc vô hạn thì năng lượng của nó trên mặt đất cũng vô hạn. Trong vòng 20 dặm, hầu như không ai kịp chạy thoát, bị tuyết lở đánh thẳng thành ánh sáng trắng. Ngay cả những người cách đó 20 dặm cũng chẳng khá hơn là bao, do bốn ngọn núi sụp đổ của gây chấn động khiến nhiều ngọn núi nhỏ cũng có tuyết lở. Những tuyết lở nhỏ chỉ là so sánh với vào bốn ngọn núi lớn, nhưng thực tế lại giống như hàng loạt dãy núi Everest. Thiên nhiên cùng phẫn nộ, từng làn sóng tuyết truy đuổi người chơi. Đồng thời, bão tuyết bắt đầu nổi lên, cuốn theo khối tuyết trong làn sóng khí, càng thể hiện sức mạnh kinh hoàng. Bão tuyết phá hủy không chỉ có thế. Nó gây ra đả kích chí mạng, không ai nhìn thấy cảnh vật ngoài 3 mét, tâm lý hoảng loạn nghiêm trọng, không thể tìm chỗ ẩn nấp hay tìm ngọn núi còn đứng vững để che chắn. Nhà thiết kế tâm địa hiểm ác,
Hơn nữa tâm lý hoảng sợ của người chơi tạo nên một trong những thảm họa lớn nhất lịch sử trò chơi. Toàn bộ hàng trăm vạn người chơi đều bị biến thành ánh sáng trắng, thậm chí cả tinh anh đường của Huyết Ảnh và Hoàng gia Thiên Đường của Lãnh Nhược Tuyết vừa vào Trung Hải Tuyết Nguyên cũng không thoát khỏi thảm kịch này. Lực lượng của trận tuyết lở vẫn lan rộng đến 1/3-4 vùng Tuyết Nguyên mới tiêu hao hết năng lượng, dừng lại. Thảm họa lần này không chỉ khiến những người chơi mất mát cấp độ và trang bị, mà còn gây chấn động tâm lý. Cảnh tượng tuyết lở lan truyền khắp các diễn đàn, mặc dù đoạn video ghi lại ngắn ngủi và mơ hồ, nhưng ngoài việc chửi bới tập thể, tất cả mọi người còn quyết tâm một điều. Tự mình đi xem tuyết lở, đi chiêm ngưỡng lực lượng nguyên thủy và bạo lực của thiên nhiên. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, hy sinh một bộ phận có thể hy sinh được, tận mắt chứng kiến thảm họa mà thực tế không dám đến gần, cho dù chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Kết quả, trận tuyết lở lần này không ngăn cản mọi người tiếp cận vùng Tuyết Nguyên, ngược lại còn lôi kéo hết những người chơi vốn không mặn mà với việc tìm kho báu xuống nước. Hậu quả nghiêm trọng nhất của trận tuyết lở là tổng động viên toàn dân, gần 200 vạn đại quân vượt qua 85% số người chơi sẵn sàng xuất phát, chờ đợi cơn bão tuyết hoành hành trong vùng Tuyết Nguyên chấm dứt. Nhưng lần này mục đích của mọi người khác nhau, hơn nửa số người chơi muốn đi chiêm ngưỡng tuyết lở, tất nhiên cũng có người vì kho báu, không loại trừ khả năng lợi dụng cơ hội. Nói cách khác, sẽ có hàng trăm vạn người tới tạo ra tuyết lở. Cơn bão tuyết tiếp tục hoành hành 2 ngày, đến khi mọi người tiến vào vùng Tuyết Nguyên thì phát hiện tất cả dấu vết đều biến mất. Vùng Tuyết Nguyên Liêu Đông đã được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, im lặng chờ đợi 200 vạn kẻ ngu xuẩn tìm tới. Chương 194: Kế hoạch của Thiên Nhãn. Vẫn là trong không có quán rượu, còn là ái tâm tiểu đội, có điều lần này có thêm mấy vị khách tới. Chân Hán Tử Lãnh Nhược Tuyết, Thiên Nhãn, Huyết Ảnh và Tiểu Nhị. Thiên Nhãn lấy ra một bức tranh nói, lần này nhiệm vụ kho báu của nhà thiết kế trò chơi là cạm bẫy để làm suy yếu cấp độ của toàn dân và thúc đẩy tăng giá trị tiền tệ lên một bước, điều này đã rất rõ ràng. Chủ yếu là do giai đoạn đầu mọi người quá chú trọng luyện cấp mà bỏ bê nhiệm vụ, kết quả cấp độ trung bình của toàn dân trên 50. Mọi người đều biết cấp cao có ý nghĩa gì. Đại diện cho việc có thể mặc trang bị cấp cao hơn, như vậy sẽ làm suy yếu hiệu quả của võ công, xung đột với thiết kế của người làm trò chơi. Đây cũng là cách điều tiết cần thiết của trò chơi để tránh tình trạng cao thủ cấp 100 bay đầy trời một cách vô ý. Bởi vì theo phân tích của ta, 40 cấp là tăng 2, 50 cấp là tăng 3, 60 cấp lại tăng 6, 70 cấp đã có hàng, tăng 9. Như vậy tính ra 80 cấp là tăng 12, đến 100 cấp là tăng 18 thậm chí 20. Chỉ riêng tăng 20 cấp tuyệt học thôi, ảnh hưởng lớn thế nào thì chúng ta ai cũng hiểu, không cần nói nhiều. Bây giờ chúng ta hãy xem nhiệm vụ kho báu này là gì. Mục tiêu của nhiệm vụ, trừ trà đã chứng minh được ở vị trí này. Thiên Nhãn chỉ về phía ngọn núi chính của vùng Tuyết Nguyên, điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là cơn bão tuyết hai ngày qua, nếu chỉ để giết người chơi thì ta thấy hơi lớn chuyện. Vậy nên theo phân tích cá nhân, muốn đào kho báu này chỉ có thể tận dụng thời điểm trước khi cơn bão kết thúc để đến ngọn núi chính. Chỉ cần một người lên được ngọn núi chính, hệ thống sẽ không thể làm mới lại ngọn núi chính. Như vậy, dù đám đông muốn đi xem tuyết lở cũng phải đợi sau cơn bão mới có thể vào, tránh việc xảy ra vòng lặp tuyết lở vô hạn do quá đông người. Vì vậy ta cho rằng chìa khóa phá vỡ kho báu này nằm ở hai ngày bão tuyết. Kế hoạch của ta như sau, trước tiên chúng ta phải đến chờ đợi ở khu vực phía đông Tuyết Nguyên không bị tuyết lở tàn phá, đợi tuyết lở dừng lại là lập tức tiến vào giữa trận bão tuyết đang hoành hành. Trong hai ngày phải lên đến ngọn núi chính, nhân lực và nguồn lực chúng ta nắm giữ chỉ có Tiểu Tuyết, đây là tên nhân vật của một người chơi, không phải chỉ ngươi Tiểu Tuyết. Tên đầy đủ của cô ấy là Tiểu Tuyết, chỉ có Tiểu Tuyết, Trừ Trà và Tinh Ảnh có khả năng đến được. Mọi người cũng biết nhiệm vụ của Hồ Phỉ là ngăn chặn tiểu đội tiếp cận đỉnh tuyết, vậy nên Trừ Trà, Tinh Ảnh, võ công của Tiểu Tuyết rất kém nhưng tốc độ trên tuyết lại nhanh nhất, các ngươi thấy thế nào? Pháo Thiên Minh cẩn thận hỏi, ngươi nói Tiểu Tuyết là người Thiên Sơn phái hay là Nga Mi phái? Thiên Sơn phái. Huyết Ảnh trả lời. Có phải là một cô gái người mặc quần áo màu vàng nhạt, rất dịu dàng, ngây thơ đến mức ngay cả khi bị kẻ địch hại chết cũng phải cười nhẹ. Một cái. Ồ, ngươi làm thế nào mà biết rõ vậy? Huyết Ảnh vô cùng kinh ngạc, trước kia các ngươi từng quen biết nhau sao? Pháo Thiên Minh thốt lên đau khổ, vậy là ta buộc phải cùng cô ấy phối hợp à? Đương nhiên,
các ngươi di chuyển trên tuyết sẽ bị cản trở tốc độ, rất có thể không thể đến đích. Biện pháp duy nhất là ba người các ngươi cùng đi, khi bị tập kích, các ngươi cầm chân Hồ Phỉ, để Tiểu Tuyết lên ngọn núi chính. Đương nhiên, các ngươi sẽ không chết vô ích, chúng ta cam đoan. Lần này thu được bao nhiêu, tiểu đội các ngươi được hưởng ba thành. Lãnh Nhược Tuyết bổ sung, thực ra, 500 triệu vàng quy đổi ra tiền thật cũng chỉ khoảng 50 triệu theo giá chợ đen hiện tại. Nhưng các ngươi biết đó, một số tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ bị coi là rửa tiền. Ta và Huyết Ảnh đều là người có chút tài sản, không thể tự tiện chiếm đoạt. Hơn nữa các vị đều là cao thủ uy danh lừng lẫy một phương, nếu chúng ta thực sự chiếm đoạt tiền của các hạ, dù theo đạo nghĩa hay thế lực, chúng ta cũng khó mà qua lại trên giang hồ. Vậy chúng ta còn làm gì với số tiền đó? Cho nên xin các vị hãy yên tâm. Tầm 2/3 từ Đông Hải Tuyết Nguyên tới Trung Hải Tuyết Nguyên. Một bộ áo trắng tinh khiết, áo choàng khoác ngoài, đội mũ che đầu. Cô nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh, quan sát từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, rõ ràng có ý muốn nuốt chửng người trước mặt vào bụng. Pháo Thiên Minh nói, muội muội hãy đeo kính râm trước đã, nếu không sẽ bị tuyết làm mù mắt đấy. Y đã dùng khăn bịt mặt lại như thể phụ nữ Ả Rập, nhưng không ngờ cô nàng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra y. Cô không để ý tới Pháo Thiên Minh, quay đầu nói với Huyết Ảnh, Huyết Ảnh đại ca, ta không muốn đi cùng hắn. Vì sao? Huyết Ảnh nghi hoặc hỏi, vì bảo mật, hắn đã sắp xếp tiểu đội tại Đông Hải trung tâm Tuyết Nguyên. Chỉ chờ tuyết lở xong là lập tức xuất phát viện trợ. Bên này chỉ có nhân viên tham gia hội nghị trong quán rượu. Hắn giết ta, lại giết ta một cách vô cớ, thậm chí còn không cả chào hỏi. Càng đáng giận hơn là đánh trọng thương ta, còn tới gần trêu ghẹo ta. Ừ, trêu ghẹo. Ái Tâm tiểu đội đồng thanh tò mò hỏi lại, từ trước đến nay chưa bao giờ phát hiện Pháo Thiên Minh có sở thích này. Này, ngươi dám vu oan cho người tử tế, đặc biệt là vu hãm trước mặt đông đảo bằng hữu của ta. Ta chỉ nói mỗi câu, khinh công cũng được đấy. Nhưng sao võ công của ngươi không hấp dẫn bằng ngực của ngươi? Các người nói xem, có phải ta trêu ghẹo không? Có. Mọi người đồng thanh đáp. Vô Song Ngư lợi dụng lúc đeo kính râm cũng lén liếc nhìn một cái, quả thực không lớn. Nếu không nhìn khuôn mặt, thực sự rất khó phân biệt là lưng hay ngực. Xin lỗi, Tiểu Tuyết, ta sai rồi, ngực của cô hơn chút xíu so với võ công của cô. Ngươi, Tiểu Tuyết chỉ vào mũi Pháo Thiên Minh, không nói nên lời. Hắn là loại lưu manh, chúng ta không nên để ý tới. Sai nhìn Pháo Thiên Minh một cái, rồi kéo Tiểu Tuyết đi nói chuyện. Với vụ Lý Hoa, Tiểu Hoa, đây là Tiểu Tuyết. Ngươi chính là Tiểu Tuyết, lần trước chạy còn nhanh hơn so với Trừ Trà. Ngươi có thể nói cho ta biết võ công của ngươi là như thế nào không? Ta cũng là môn phái ẩn giấu đấy. Ta là. Vụ Lý Hoa chỉ cần là người thì lúc nào hết sức nhiệt tình. Mọi người đồng tình nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết bị nhét một bao hạt dưa. Trước khi ăn xong đống hạt dưa này, 8-9/10 cô nàng Tiểu Tuyết sẽ treo máy. Đống hạt dưa này nặng cỡ nửa cân. Về phần lực sát thương của Vũ Lý Hoa không cần hoài nghi, trừ phi là Ái Tâm tiểu đội có năng lực miễn dịch nhất định, có thể nhắm mắt làm ngơ, người mới cơ bản là hóa ngốc. Ngẫm lại năm đó Lãnh Huyết trong tứ đại danh bổ, cũng bởi bản thân quá tự kỷ, không thích ứng với tiết tấu như vậy, bị Vũ Lý Hoa nói đến phế bỏ. Một ngày sau, không có gì bất ngờ, tuyết lở lại diễn ra. Tuyết lở lần này hoàn toàn là do con người gây ra. Một đám người đến phụ cận tuyết phong rồi lấy pháo đốt loạn, cách hơn 10 dặm đã khiến núi tuyết sụp đổ. Tuy rằng lần này vẫn không có người sống, nhưng cảnh tượng tuyết lở nhìn từ các góc độ, từ cảnh xa đến cảnh gần, từ cảnh cao đến cảnh thấp, toàn bộ đều đủ. Thậm chí có thể phân biệt được thời điểm tuyết lở mới bộc phát, sóng xung kích sinh ra mảnh vụn. Người oan uổng nhất đương nhiên là thật tâm đi đào kho báu. Không nói nhiều, bão tuyết đã bắt đầu tràn khắp cánh đồng tuyết ở Liêu Đông. Ba người Pháo Thiên Minh chờ tuyết lở dừng lại rồi lập tức xuất phát. Do tầm nhìn quá ngắn nên khoảng cách giữa ba người duy trì khoảng 3 mét. Đi đầu là Tinh Ảnh, tiếp đó là Tiểu Tuyết, Pháo Thiên Minh phụ trách phía sau. Theo tốc độ mọi người, hai người sau có thể dễ dàng đến đỉnh Tuyết Sơn đúng giờ. Còn Tinh Ảnh dù có bộ trang phục môn phái tăng 18 cấp Phi Vân Thê, nhưng chưa vượt qua cửa ải 20 nên vẫn là tiêu chuẩn cấp 15. Võ công cao cấp và tuyệt học tất nhiên không thể so sánh được. Nhưng võ công cao cấp cấp 50 và tuyệt học cấp 1, uy lực cũng không kém bao nhiêu. Mà khinh công cao cấp cấp 30 có thể sánh ngang với khinh công đỉnh cao cùng thuộc tính.
Vì vậy nói tinh ảnh hơi chậm cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hơn nữa, hai người sau đều tương đối bằng lòng thả chậm một chút. Trong quá trình vận động tốc độ cao, bụi tuyết rơi lên mặt thực sự rất khó chịu. Mặc dù tinh ảnh và tiểu tuyết đã học cách lấy khăn che mặt, nhưng không ai thích ngâm mình trong nước băng lạnh buốt. Sáng sớm ngày hôm sau ba người khởi hành đã xâm nhập vào Trung Hải Tuyết Nguyên. Theo bản đồ, ước tính còn khoảng 3 giờ nữa là tới. Nhưng dọc đường cũng không phát hiện tung tích của Hồ Phỉ. Ngươi nghĩ xem liệu có phải trong lần tuyết lở thứ nhất đã gặp họa không? Bởi vì khi tuyết lở lần thứ hai, hoàn toàn không nghe nói có ai bị tập kích cả. Tinh ảnh hỏi trên kênh đội ngũ, không thể nào, không dễ dàng như vậy đâu. Những NPC này đều sống dai như dán. Báo, Thiên Minh trả lời, chỉ cần pháo Thiên Minh nói một câu, cái mũi của tiểu tuyết ắt sẽ thổi bong bóng. Dùng cách này để thể hiện thái độ khinh miệt đối với pháo Thiên Minh, đến bây giờ mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Sau đó mới nói ý kiến của mình, ai nói không thể chết chứ. Cho dù pháo Thiên Minh nói mặt trăng tròn, tiểu tuyết cũng có thể phản bác lại, mặt trăng là hình vuông. Pháo Thiên Minh lại bỏ qua tiểu tuyết, nói tiếp, Thiên Nhãn đã nói rồi mà, nhiệm vụ của Hồ Phỉ là tập kích người chơi. Chưa dứt lời, bỗng thấy một thanh đao đột ngột xuất hiện bên trái tinh ảnh, chém ngược về phía đầu hắn. Tay phải pháo Thiên Minh luôn cầm phi đao, không rõ là phản ứng nhanh hay phản xạ tự nhiên, nhưng phi đao bay thẳng tới vị trí chủ nhân của thanh đao kia. Lúc này, tiểu tuyết cũng thấy bóng đen xuất hiện bên người tinh ảnh, không khỏi kêu lên một tiếng. Tinh ảnh cũng quay đầu lại theo bản năng, chỉ trong chớp mắt, cánh tay trái đã bị chém rời khỏi người. Đợi pháo Thiên Minh hét lên, ba kiếm bay tới, tên tập kích kia. Hồ Phỉ đã biến mất, trời đất chỉ còn một màn tuyết trắng xóa, có đau lắm không? Lúc pháo Thiên Minh rút kiếm dò xét xung quanh, tiểu tuyết vừa đưa thuốc cho tinh ảnh vừa hỏi nhỏ. Đau, tinh ảnh nghiến răng nói ra một chữ, vậy ta nhẹ tay. Ngươi yên tâm, nửa giờ nữa cánh tay sẽ mọc lại. Như thế có tốt hơn chút nào không? Vẫn đau, nhưng không sao. Ta là đường đường một đấng anh hào, chút đau đớn nhỏ này nào có tính chi. Ngược lại tiểu tuyết cô nương, không dọa đến cô chứ? Không, không có. Một thiếu nữ tốt bụng như cô, thật hiếm thấy. Tiểu tuyết đang thay băng vết thương nhẹ nhàng mỉm cười đáp, ngươi cũng thế, bây giờ đa phần nam nhân chỉ cần bị chút đau nhỏ là than van cả ngày. Thật lòng mà nói, nãy giờ ta còn lo ngươi đau đớn đến rơi nước mắt. Ngươi thật dũng cảm. Ta chẳng dũng cảm gì, mà thật ra, cô thật đẹp. Ta không chỉ nói vẻ bề ngoài, mà còn nói tấm lòng nhân hậu của cô. Tinh ảnh nhìn tiểu tuyết đầy tình cảm. Tiểu tuyết đỏ mặt. Pháo Thiên Minh liếc nhìn đôi cẩu nam nữ này. Ngươi nói ngươi xén sẩm thì ta cũng chịu, nhưng hình như không biết trên kênh còn có bóng đèn, bên ngoài lại có cường địch. Ta cảm thấy chúng ta đã lọt vào ảo ảnh, nói theo thuật ngữ trò chơi là phó bản. Pháo Thiên Minh bình tĩnh nhắc nhở. Ngươi nghĩ cách đi, ta chữa thương cái đã. Tinh ảnh phân công xong, dịu dàng nói, tiểu tuyết, thiếu nữ xuất sắc như cô chắc chắn có nhiều người theo đuổi phải không? Nguy hiểm! Pháo Thiên Minh hét lớn, mau cắn lưỡi tỉnh lại khỏi ảo ảnh. Pháo Thiên Minh cười hí hửng ngồi xem hai người nước mắt rơi lênh láng, nói, sự thật đã chứng minh ảo ảnh không tồn tại, cũng chứng minh rằng chỉ có tự làm hại bản thân mới gây đau đớn thật sự. Cảm phiền sau này mở kênh riêng tư, chắc Hồ Phỉ đã đi tìm nơi chữa trị vết thương, chúng ta đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 195, Thân thể kim cương bất hoại. Ngươi chơi xấu quá đấy. Tinh ảnh tức tối gửi tin nhắn cho Pháo Thiên Minh. Hắc hắc, ngã đã sớm nhìn ra tiểu cô nương này có ý đồ. Ý đồ gì? Có hai ý đồ. Thứ nhất, đã sớm đã thèm muốn nước bọt của lão nhân gia ngài, dù ngươi rơi nước mắt. Người ta cũng cho rằng ngươi là nam nhân lãng mạn có huyết có lệ, nên thái độ của ngươi không có ảnh hưởng lớn. Thứ hai, bị ta hãm hại một phen không rõ nguyên do, bèn quay sang dùng chiêu chuyển rời ánh mắt của mấy bé gái ta, muốn làm cho ta ghen tuông. À, khả năng này cao đến 99%. Thấy người tự luyến nhưng chưa thấy ai tự luyến như ngươi, ngươi tưởng đây là trong tiểu thuyết nào, nữ nhân bị ngươi ức hiếp đều thích ngươi chắc. Thế thì hái hoa tặc chẳng phải vợ khắp thiên hạ. Ngươi tự xem lại mình đi, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn trách nhiệm lại không có trách nhiệm,
vốn dĩ chỉ là một thiếu niên 30 mà thôi. Còn 99%, được một phần tỷ thì ngươi đã phải cười trộm rồi. Được rồi, vậy ngài cứ cố gắng thêm, cướp được tay là được rồi. Từ lâu ta đã ao ước được nhìn thấy vẻ mặt sắp điên cuồng của Hắc Nữu. Ta còn lấy làm lạ, ngươi nói xem Hắc Nữu rất hứng thú với ngươi, sao lại có vẻ tránh né như vậy? Nói thật nhé, cũng bởi vì điểm này nên ta mới không thích cô ấy. Đó là một loại cảm giác chiếm đoạt, nói hai câu với người cùng giới mà cô ấy cũng cảm thấy bị lạnh nhạt, chán không chịu được. Bốn ngọn núi chính của cánh đồng tuyết Trung Hải đã hoàn toàn sụp đổ, mà đỉnh núi bao quanh bọn họ cũng có không ít đất lở. Ba người nhìn tới chân núi, loáng thoáng thấy được mặt đất màu đen. Báo cho bọn họ đi. Phó Thiên Minh cầm kiếm đề phòng hướng chân núi. Chúng ta vừa dùng khinh công, chưa chắc Hồ Phỉ đã có cơ hội công kích chúng ta. Nhưng bây giờ, mọi người cẩn thận một chút. Lấy đàn ra, 20 con sói con nhanh chóng xuất hiện bên cạnh y. Sau đó Pháo Thiên Minh cho bọn chúng ăn một chút gì, tạo thành một vòng tròn lớn bao vây ba người. Cuối cùng đội ngũ trăm người bao gồm Nhược Tuyết và Ái Tâm tiểu đội trăm người rốt cục cũng đến. Mọi chuyện đều như Thiên Nhãn suy nghĩ, bão tuyết vẫn hoành hành, núi tuyết cũng không có bị tái tạo trở về bộ dáng cũ. Pháo Thiên Minh vẫn luôn cảm giác bất an, y đã chứng kiến võ công của Hồ Phỉ, cho dù là công kích chính diện ba người, cũng có thể dễ dàng đắc thủ. Nhưng tại sao cả ngày nay không có động tĩnh đây? Ba vị đã vất vả rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tiểu Tuyết, theo như bản đồ kho báu, chắc kho báu nằm ở vị trí trung bộ của ngọn núi này. Các huynh đệ, khởi công. Huyết Ảnh và Lãnh Nhược Tuyết đối chiếu bản đồ, chào hỏi một cái, cả trăm người đều lên ngọn núi trung tâm, cầm lấy sẻng bắt đầu tìm kiếm. Tuy nhiên, chốc lát sau liên tiếp có hai tin tức, một tin là phát hiện ra một cánh cửa sắt ở lưng chừng núi, hai là tin tức về việc tìm thấy. Cánh cửa sắt đã được đăng lên diễn đàn từ một phút trước. Hơn nữa, danh sách chi tiết tất cả nhân viên cũng được liệt kê ra. Có kẻ phản bội bên trong. Tất cả mọi người thầm khẳng định một câu. Chắc chắn là có người nào đó vì lý do nào đó đã công bố tin tức bên ngoài Tuyết Nguyên lên diễn đàn. Huyết Ảnh lập tức quyết định lấy ngay kho báu, chia tại chỗ. Về sau có thể trốn thoát hay không, mỗi người tự theo mệnh trời. Cánh cửa sắt rất dễ dàng bị đẩy mở. Bên trong là một hành lang dài đến 500 mét tối om om, vị trí sâu bên trong có lẽ là một đại sảnh, nơi đó sáng rực, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng hát của mỹ nhân. Có quỷ, đây là phán đoán đầu tiên của mọi người, không phải quỷ. Vũ Lý Hoa giải thích, đó là do gió thổi vào khe hở tạo ra âm thanh ảo ảnh. Chắc chắn là do lũ thiết kế độc ác cố ý tạo ra những khe hở, mô phỏng thành tiếng hát của nữ nhân. Ai dẫn đầu nào? Phó Thiên Minh vội vàng cắt ngang, để mọi người khỏi phải bị Vũ Lý Hoa tiếp tục truyền đạt kiến thức phản hồi âm thanh. Đương nhiên Vũ Lý Hoa cũng biết, liếc mắt đầy bất mãn về phía Pháo Thiên Minh. Lúc này, Huyết Ảnh đột nhiên lạnh lùng nói, Tiểu Tuyết, bây giờ Lam Sắc nghe lời ngươi hay nghe lời ta? Đồng thời ánh mắt nhìn về phía một nam nhân ma giáo đứng bên cạnh Lãnh Nhược Tuyết. Hóa ra đây chính là Lam Sắc. Pháo Thiên Minh chú ý quan sát vài lần. Dung mạo khá tuấn tú, mặc trang phục toàn thân cấp 50. Cổ có một vòng bảo hộ bằng kim loại, nhìn bộ dáng không phải trang bị của hệ thống, chắc chắn là dùng nguyên liệu tốt tìm người chế tác, bởi vì trên vòng có bốn chữ, Trương gia chế tác. Vũ Lý Hoa đột ngột thì thầm bên tai Pháo Thiên Minh, bẫy hắn đi. Pháo Thiên Minh bị mỹ nhân thổi hơi vào tai, hồn phách lập tức bay đến sa mạc, ngươi nói gì? Ta bảo bẫy chết hắn đi. Vũ Lý Hoa gằn giọng bên tai Pháo Thiên Minh, không thành vấn đề. Pháo Thiên Minh rất thư thái run rẩy. Bần tăng lâu ngày chưa gần gũi nữ nhi, ý chí không đủ kiên định. Nếu không đã chẳng tránh xa với đường đường như thế, chỉ cần nói ra cơ bản đã là xong. Lãnh Nhược Tuyết đối mặt với câu hỏi của Huyết Ảnh, lại nhẹ nhàng đáp lời, đều là người một nhà, Lam Sắc chỉ tới đường khẩu của ta chơi hai ngày, đâu cần bủn xỉn như thế. Lam Sắc, ngươi hãy đi dò đường trước đi, mọi người thắp đuốc. Lam Sắc đáp lời, cũng chẳng liếc nhìn sắc mặt Huyết Ảnh mà trực tiếp tiến vào bên trong đường hầm. Từ dáng đi có thể thấy, người này không chỉ từng làm lính, mà còn rất nam tính. Hắn đang bước đi oai hùng không hề sợ chết. Mới đi được 10 trượng, một bước chân Lam Sắc dẫm lên một hòn đá xanh nhỏ. Một loạt tiếng dây cung vang lên, 30 mũi tên bay ra từ hai bên, chỉ thấy Lam Sắc cũng chẳng hề hoảng hốt. Giơ tay phải che mắt, những mũi tên bắn trúng người hắn liền gãy vụn rơi xuống đất như va vào đá. Sau ba lần Lam Sắc dẫm lên hòn đá nhỏ,
cuối cùng không còn mũi tên bắn ra nữa. Phó Thiên Minh thấy thế hít một hơi lạnh, lại gần Kiếm Cầm hỏi, chiêu phá tiễn thức của ngươi có hữu hiệu đến thế không? Kiếm Cầm lắc đầu, không, ta chỉ có thể phòng thủ trong phạm vi 180 độ, nếu cùng lúc bị tấn công từ hai phía, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Phó Thiên Minh gật đầu, quay lại Vũ Lý Hoa bên cạnh nói, liệu chúng ta có nên đại nhân đại lượng, cân nhắc bỏ qua cho tên tiểu nhân này? Không được, ta thấy hắn rất ngứa mắt, hôm qua ta đã rất muốn đạp hắn lún sâu vào băng rồi. Ta mặc kệ, ngươi nghĩ cách đi. Thái độ của Vũ Lý Hoa rất kiên quyết. Được. Trong lúc nói chuyện, Lam Sắc đã đi được 100 mét, lúc này chỉ thấy hắn dẫm lên một khối đá xanh nhỏ, ầm một tiếng. Từ trên nóc đường hầm rơi xuống một khối đá rất lớn, nện vào một khối đá nghiêng nghiêng đã được thiết kế sẵn từ đầu, trực tiếp lao về phía cửa đường hầm. Tốc độ cũng không nhanh lắm, đoán chừng có một cái của môn phái bình thường với khinh công cao cấp có thể dễ dàng trốn thoát. Lam Sắc cũng nghĩ như vậy, quay đầu chạy lại, lại phát hiện chỗ cửa động bị 100 người vây chặt, vội vàng kêu, mau tránh ra. Lúc này mọi người mới hiểu ra, vội vàng lùi hẳn ra ngoài cửa sắt. Lam Sắc chạy gần cửa sắt, quay đầu nhìn lại, còn cách tảng đá 20 thước, chỉ có hai chữ, nhẹ nhõm. Lúc này phía bên phải cửa sắt đột nhiên xuất hiện một bàn chân đen, Lam Sắc đang quay đầu vào trong không có gì bất ngờ bị ngáng chân ngã lăn trên mặt đất. Lam Sắc vội vàng ngẩng đầu lên định đứng dậy, một bộ quần áo xuất hiện phía trên khuôn mặt của hắn, che khuất khuôn mặt của người gây tai nạn. Trong khoảng thời gian 3 giây này, tảng đá đã lăn tới, hung hăng đâm vào phần lưng Lam Sắc vừa đứng dậy. Phó Thiên Minh thu chân cảm khái, Cửu Dương thần công đúng là quái vật, va chạm như thế mà không hóa thành ánh sáng trắng. Đương nhiên, bị va chạm như vậy, Lam Sắc theo tác dụng quán tính bay ra cửa sắt, cũng bay ra khỏi khoảng đất bằng phẳng nho nhỏ trước cửa sắt, lăn xuống chân núi. Lần này mọi người đều giật mình, Lam Sắc lăn đi hơn 1000 thước mà vẫn chưa chết. Hơn nữa còn có tiếng hô hoán trên kênh đội ngũ, ai ám toán ông đây? Lãnh Nhược Tuyết ghé sát Pháo Thiên Minh nói, thấy không? Đây chính là thân thể kim cương bất hoại, mạnh đến nỗi không hợp lẽ thường. Pháo Thiên Minh gật đầu, khó trách ngươi muốn hy sinh cái đó. Đừng nói bậy, ta chưa bao giờ đồng ý với hắn điều gì. Thực ra lại là một thằng ngốc, chẳng khác gì huyết ảnh. Hừ, cóc gãy còn đòi ăn thịt Thiên Nga. Lãnh Nhược Tuyết khinh khỉnh nhìn xuống điểm đen đang nằm trên mặt đất. Thiên Nga. Pháo Thiên Minh lầm bầm một câu, ngửa mặt lên trời thở dài. Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho ta, bởi vì ta phát hiện còn có kẻ vô sỉ hơn cả ta. Lần thứ nờ Lãnh Nhược Tuyết cảm thấy muốn bóp chết y. Đây là quần áo của ai? Lam Sắc nhặt lên chiếc áo cấp trắng trên mặt đất, rồi quét mắt nhìn mọi người hỏi. Ánh mắt cố tình tập trung trên người Pháo Thiên Minh, bởi vì danh tiếng của người này rất không tốt. Cái này sao hơi quen quen đấy? Pháo Thiên Minh tiến lên cầm trong tay quan sát một hồi, hơi suy nghĩ, giật mình nói, bảo sao quen thấy, đồ của Hồ Phỉ đây mà. Tinh ảnh, xem có phải là đồ của Hồ Phỉ đã mặc hôm chém cánh tay ngươi hay không? Thôi xin, cái đấy màu trắng, cái này màu xanh. Tinh ảnh mắng thầm trong bụng một tiếng, cẩn thận tiếp nhận rồi đánh giá, đúng thế, Tiểu Tuyết, cô xem. Tiểu Tuyết nhận lấy rồi nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói nhỏ, có vẻ. Màu sắc, đúng, kiểu dáng, cũng đúng. Nói xong thở phào nhẹ nhõm, cứ như hoàn thành một việc lớn. Hóa ra Hồ Phỉ ở gần đây. Lam Sắc khá bất đắc dĩ nhìn Pháo Thiên Minh thêm vài lần, hắn có thể cho rằng Tinh Ảnh nói dối, nhưng không thể phủ nhận phán đoán của Tiểu Tuyết, vì ở Tinh Anh Đường Tiểu Tuyết nổi tiếng thành thật. Quả nhiên không chết, đúng là một mình đồng ra sắt. Pháo Thiên Minh oán giận nhắn tin cho Vũ Lý Hoa. Vũ Lý Hoa chưa kịp trả lời, Tinh Ảnh bên kia đã gửi tin nhắn tới, huynh đệ, ngươi làm vậy là đầu độc trái tim của một thiếu nữ thuần khiết. Sao ngươi lại nhẫn tâm đẩy một thiếu nữ ngọt ngào đang tuổi thanh xuân vào vực sâu phụ nữ ư? Rõ là vu oan, cô ấy có trở thành phụ nữ hay không tạm thời quyết định bởi ngươi có phải xúc sinh hay không. Hơn nữa, trời rồi cũng mưa, nữ rồi cũng gả, quá trình biến đổi này không thể ngăn cản được. Chỉ khác thời điểm và nhân vật mà thôi, ta chẳng qua chỉ là chất xúc tác mà thôi. Lam Sắc dặn dò vài người bằng hữu thân thiết ở Tinh Anh Đường, rồi nhìn Pháo Thiên Minh, tiếp tục đi vào bẫy. Rất đáng tiếc, mặc dù có tinh thần và thể chất như rán, hắn ta không ngờ mình sắp phải đối mặt với thuốc xịt nhãn hiệu Riad chuyên diệt rán. Chương 196, Hoa nở trong sương.
Trong lòng Lam Sắc tiếp tục dẫm phải bẫy, Phó Thiên Minh đã bắt đầu phân tích nhanh các đặc điểm của Cửu Dương Thần Công. Trước tiên là chịu đòn cực tốt, đánh không chết được, đâm không xuyên, kế đến vẫn là chịu đòn. Thứ hai, tốc độ hơi chậm, kể cả thân pháp và khinh công đều giảm khoảng 10-20% so với Vô Song Ngư. Cuối cùng thì, điểm yếu duy nhất là mắt và yết hầu. Yết hầu thì đừng nghĩ tới, cái thứ không phải vàng cũng không phải bạc kia có vẻ chất lượng cao, trước khi mở phong ấn ỷ thiên kiếm khó mà đâm xuyên được. Còn mắt, thấy Lam Sắc che mắt tránh tên rất thuần thục, ít nhất cũng phải luyện qua 100 lần. Trừ phi mở Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng đối phương cũng không ngu, chỉ cần che mắt, ngồi sụp xuống đất chịu đựng 15 phút là được. Không có phương pháp phá giải nào có hiệu quả, Pháo Thiên Minh hết sức do dự. Y không nghĩ Lam Sắc này là cao thủ, theo tiêu chuẩn cao thủ của y chủ yếu là dựa vào tấn công thay vì phòng thủ, đây cũng là ảnh hưởng từ việc tập luyện môn nhạc gia tán thủ từ nhỏ. Nhạc gia tán thủ vốn là môn quyền pháp cận chiến trong thời binh khí lạnh, truyền lại từ đời Tống. Mỗi triều đại đều tham khảo môn võ này để huấn luyện quân đội. Môn võ này chú trọng tấn công. Vì vậy, trong mắt Pháo Thiên Minh, Lam Sắc hoàn toàn không thể coi là cao thủ, chỉ là con rùa đen ngàn năm mà thôi. Chắc chắn Lam Sắc sẽ có điểm yếu, chỉ là ta chưa nghĩ ra mà thôi, Pháo Thiên Minh thầm quyết tâm. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, nhất định sẽ bịt mặt bắt Lam Sắc đến, lần lượt thử từng pháp thuật kiếm, thương, quyền, thủy, hỏa, độc xem phương pháp nào có hiệu quả. Lúc này Lam Sắc đã đi được 300 thước, dưới lòng bàn chân hắn bốc lên một luồng khói độc, nhưng Lam Sắc hoàn toàn không để vào mắt, tiếp tục tiến lên. Pháo Thiên Minh lập tức loại trừ khả năng dùng độc, bởi vì hắn phải dùng 3/10 nội lực mới có thể hóa giải luồng khói độc kia. Nhìn bộ dáng Lam Sắc thì khả năng kháng độc của hắn ít nhất cũng gấp đôi y. Đi được 400 thước, Lam Sắc đã nở nụ cười. Mặc dù vừa rồi lăn xuống núi rất mất mặt, nhưng mấy ai có thể phá vỡ cơ quan như vậy. Tiền bạc và sủng ái của mỹ nhân thực ra cũng không còn xa. Đúng lúc Lam Sắc đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên dưới lòng bàn chân trống rỗng. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra sàn nhà đột nhiên sập xuống, dưới lòng bàn chân hắn xuất hiện một hố tròn 3m². A! Một tiếng, mọi người trợn mắt nhìn Lam Sắc đột nhiên biến mất khỏi mặt đất. Mãi đến 4 giây sau mới nghe một tiếng động trầm trầm, chắc là rơi xuống rồi. Theo nguyên lý quả táo của Newton, cộng với hai viên bi sắt rơi đồng thời rơi xuống đất là sự thật, thêm vào khối lượng cơ thể con người và tốc độ rơi mỗi giây. Pháo Thiên Minh nghiêng đầu hỏi, hoa hoa, sâu bao nhiêu? Vũ Lý Hoa lập tức nhặt viên đá dưới đất lên, bắt đầu tính toán, dữ liệu đã biết là rơi xuống đất trong 4 giây, cân nặng khoảng 80 kg. Bỏ qua lực cản không khí, nhân với khối lượng riêng của cơ thể người, chắc chắn nằm trong khoảng 200-250 m, chắc là 300-400 m. Theo tốc độ rơi mỗi giây là 9,8 m, không phải nhân số liệu ban đầu với 4 lần 9.8, mà là nhân số liệu sau mỗi lần nhân 9.8 lại tiếp tục nhân 9.8. Thiên Nhãn phản bác, nói theo ý ngươi thì dùng đơn vị vi thời gian micro giây tính toán cho chính xác. Vũ Lý Hoa phản bác lại. Tinh Ảnh và Vô Song Ngư vừa thảo luận tâm lý học trong hoàn cảnh rơi từ trên cao xuống, nếu không phải nhân viên huấn luyện chuyên nghiệp, lần đầu tiên sẽ cảm thấy phấn khích, sau đó mới xuất hiện tâm lý sợ hãi. Điều này có ghi chép trong cuốn What Life Could Mean To You của nhà tâm lý học người Đức tên là Adler. Không đúng, trong cuốn Tâm lý học rối loạn của Freud nói rõ, não người trong lúc rơi từ trên cao xuống sẽ trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường, ngay cả khi hiểu rõ mình đang rơi. Freud đã phân tích rất nhiều ví dụ của các lính dù nhảy lần đầu. Huyết Ảnh, còn 100 mét, nàng bảo cử ai đi mới ổn. Lãnh Nhược Tuyết đáp, chỉ có thể để Tiểu Tuyết thử. Khinh công tốt, chết thì tổn thất, cũng không lớn. Rơi xuống rồi sao? Ân, rơi xuống rồi. Cứu mạng, có rắn. Tiếp theo rít vang lên, ké Lam Sắc kêu cứu trong kênh đội ngũ. Tất cả mọi người xấu hổ, bao gồm cả Pháo Thiên Minh cũng xấu hổ, thế nào mà quên mất đặc điểm lớn nhất của người ta, da thô thịt dày, ngã không chết. Tất cả mọi người chen vào đường hầm, vây quanh cái lỗ trên mặt đất chật như nêm cối, ngươi không sao chứ? Khắp nơi đều là rắn, có tới mấy vạn con. Lam Sắc nức nở nói, ta sợ rắn nhất, mau cứu ta. Hu hu, ngươi dập tắt lửa, thế thì không nhìn thấy rắn nữa, cũng không sợ hãi. Pháo Thiên Minh đưa ra ý tưởng xấu xa. Lam Sắc tiếp tục khóc, ta nằm trên đống rắn đây. Bọn chúng vẫn đang bò trên người ta,
còn chui vào trong quần ta nữa. Thiên Nhãn lắc đầu nói, có thể đám rắn này là quái vật mà lát nữa chúng ta phải đối phó, xem ra đại sảnh này không phải nơi cần đến mà phải đi xuống dưới mới được. Chắc thiết kế này cũng không ngờ đã bố trí cạm bẫy rồi mà có người không bị ngã chết, nếu không nhất định sẽ không quá đáng như vậy. Vậy ngươi để cho bọn chúng cắn chết đi thôi, không phải là rớt xuống cấp à, còn đỡ hơn bị dọa chết. Phó Thiên Minh tiếp tục đưa ra ý tưởng xấu xa, y bắt đầu cảm thấy đồng tình với Lam Sắc. Cho dù người này là Trần Thế Mỹ cũng không đáng phải chịu khổ hình như vậy. Hu hu, bọn chúng không cắn chết được ta, đang bò lên người ta. Cứu mạng, vậy ngươi tự sát đi, Pháo xấu bụng nói. Không tự giết được mình, Lam dầu dĩ, móc mắt rồi ngón tay đâm vào trong. Ta không làm được, cứu mạng với, hay là chúng ta kiếm hòn đá to đè chết ngươi. Lại ý xấu, nếu như đè không chết thì sao? Con rắn Lam Sắc hỏi. Không thể nào. Phó Thiên Minh nhòm cửa hang rồi quay đầu lại nói, Hoa Hoa, ngươi tính xem hòn đá lớn 3 mét vuông, rơi từ độ cao 100 mét xuống, có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng? 300 mét, hừ, ngươi bảo cô ta tính đi. Vũ Lý Hoa chỉ Thiên Nhãn, trừng mắt nhìn lại Phó Thiên Minh. Phó Thiên Minh nhìn Thiên Nhãn, Thiên Nhãn lườm Vũ Lý Hoa, quay đầu nói, có kẻ nói ta tính sai, hừ. Hoa Hoa, vậy tính 250 trước đi. Lãnh Nhược Tuyết thực sự không nhịn được nữa. Cô nàng giơ chân đá Pháo Thiên Minh sang một bên rồi hỏi, các ngươi có mang theo dây thừng không? Cái gã ỷ vào khinh công chiếm ngôi đệ nhất ở đây lại không cứu người, rõ ràng đang làm loạn. Sau khi mọi người lục túi xong, ai nấy đều nhún vai. Đây là đến Tuyết Nguyên chứ không phải là leo núi, đâu có chuyện mang theo dây thừng. Chỉ có Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh đưa ánh mắt hỏi han nhìn về phía Vũ Lý Hoa. Sau khi hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ Thái Huyền Kinh, trên người cơ bản đều đeo theo những thứ này, mà còn là phiên bản kéo dài. Vũ Lý Hoa phát hiện có động tĩnh lạ bèn vội vàng gửi tin nhắn cho hai người, không được, đây chính là trừng phạt cho loại thay lòng đổi dạ. Tàn nhẫn thay, để con rắn sống sờ sờ như thế, cho dù không chết được chỉ là lãng phí thời gian, nhưng chết đói trong tình huống túi đồ có thức ăn như vậy thật quá oan uổng. Phó Thiên Minh và Vô Song Ngư đồng thời có nhận thức mới về tâm lý trả thù nữ giới. Huyết Ảnh cũng không thể nghe thêm tiếng kêu than của Lam Sắc nữa, dù sao cũng có chút tình cảm với hắn. Mau cởi quần áo ra, không thể để mặc hắn bị rắn dọa chết như vậy được. Vì thế rất nhanh 100 bộ trang phục quý giá cộng thêm 50 bộ đồ trắng đã được lấy ra. Xem ra vẫn ít người có thói quen mang theo trang bị màu trắng. Mười mấy cô gái bắt đầu buộc quần áo. Thông thường một bộ áo hay quần dài khoảng 2 mét, có 150 bộ thì dài 400 mét cũng đủ rồi. Nhưng lúc này, Pháo Thiên Minh rất hoảng sợ khi vô tình phát hiện ra rằng Vũ Lý Hoa đã tàn nhẫn cắt một lỗ nhỏ trên bộ quần áo mà cô cống hiến. Lỗ hổng lớn bao nhiêu? Việc này không quan trọng, chỉ cần có miệng lỗ thôi là quần áo sẽ không thể chịu được lực kéo. Huống hồ, bộ quần áo bị cắt lỗ lại là một bộ đồ trắng chất lượng kém cỏi. Lạy Chúa ta ơi! Pháo Thiên Minh lén vẽ dấu thánh giá, xin ngài tha thứ cho ta đã nhìn thấy kẻ gian ác hành động mà không can thiệp ngăn chặn. Nếu không, rất có thể ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của nữ lưu manh đó. Amen. Huyết Ảnh hỏi, đã nắm được chưa? Nắm được rồi. Lam Sắc hớn hở nói. Mọi người cùng kéo. Huyết Ảnh ra lệnh, các huynh đệ tỉ muội luyện quyền cước nội công lại có tuyệt học cùng dùng sức, từng bộ y phục được kéo ra. Trong đó tất nhiên có cả nha đầu Vũ Lý Hoa cô. Pháo Thiên Minh chú ý quan sát Vũ Lý Hoa. Chỉ thấy lúc cô kéo được nửa đường, bỗng nhiên nhíu mày, tay tăng thêm hai thành lực lượng. Nhanh tay giật mạnh, soạt. Đây không phải là tiếng cười, mà là tiếng y phục rách toạc. 50 bộ y phục kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, cùng nhau bay trở lại hang rắn. Bộ y phục này là của ta. Nói bậy, vậy của ta thì sao? Làm sao ta biết được? Dù sao cái này cũng là của ta. Ngươi có ý gì? Rõ ràng là y phục của ta buộc ở phía trước, y phục của ngươi rớt xuống rồi. Gần trăm người không mấy ai quan tâm đến sinh tử của Lam Sắc, tất cả chú ý tập trung vào 50 bộ y phục bị kéo về. Những bộ y phục này có cấp 50, có cấp 60, đã coi như vô cùng quý giá. Ví dụ như bộ y phục cấp 50 của Ma Giáo là hàng thịnh hành nhất trên thị trường hiện giờ, thậm chí trong thời buổi kinh tế trì trệ như hiện tại. Một bộ y phục cũng phải tốn tới 800 vàng. Nhưng vấn đề là, quần áo chỉ là quần áo, chúng không biết nói, trên đó còn không có tên người.
Mọi người nhìn qua, chỉ lấy về được nửa số, tối thiểu cũng phải lấy lại y phục của mình trước đã. Tất nhiên không loại trừ những kẻ trước đó quyên góp y phục trắng, giờ lại trơ trẽn nói đó là bộ trang phục mình đã cống hiến, trong số đó có cả Vô Song Ngư. Phó Thiên Minh và Tinh Ảnh thấy cảnh hỗn loạn như vậy là, đồng thời ảm đạm rơi lệ, trăm người chỉ có hai người võ đang, nói với bọn họ mấy bộ y phục ma giáo là của mình, người ta cũng khó mà tin được. Một khoản tiền bất chính, một khoản tài sản kếch xù, với tính cách lưu manh của bọn họ, cho dù chỉ cống hiến một món cũng nhất định phải nói là ba món, tuyệt đối không thể thiếu được. Điều khiến Phó Thiên Minh và Tinh Ảnh thất vọng chính là, trước khi xảy ra chiến tranh quy mô lớn, Huyết Ảnh đã khống chế được tình thế. Hắn phân loại toàn bộ trang phục môn phái, sau đó rút thăm nhận đồ, không được thì trợ cấp 300 vàng. Kết quả Vô Song Ngư rất vô liêm sỉ, lại dùng trang phục màu trắng đổi lấy một bộ y phục ma giáo cấp 60. Sau khi giải quyết tình thế, mọi người lại bắt đầu vây xem cái hố lớn, bởi vì hình như Lam Sắc vẫn chưa thể thoát ra ngoài, lại bắt đầu kêu cứu. Ta xuống đó cứu hắn. Cuối cùng cũng có một người chơi tên Hắc Đầu không nhịn được. Trong đám bằng hữu của Lam Sắc, hắn là người đầu tiên lên tiếng, các huynh có dù, nón lá hay là khí cầu gì không? Trong lúc mọi người lắc đầu, Phó Thiên Minh lấy cây dù ra nói, cần dù che để làm gì? Giết rắn cứu người, cảm tạ. Hắc Đầu nhận lấy ô đi xuống, trực tiếp nhảy vào hố, sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Quên nói, cái này là loại không đưa cho người khác được, cách xa năm trượng sẽ bay về túi đựng đồ của ta. Hơn nữa, cái ô này gọi là hợp hoan tán, không thể mở ra được. Câu này đương nhiên là Pháo Thiên Minh nói thầm trong lòng, đồng thời trong tim, gan, tỳ, vị, thận, năm nơi vẽ thêm một chữ thập. Bởi vì y nhìn thấy trong hố tối om lóe lên ánh sáng trắng, chắc là Hắc Đầu chết rồi, bây giờ phải làm sao? Huyết Ảnh liếc nhìn Pháo Thiên Minh và Tiểu Tuyết, hai người này võ công cao cường, nếu nhảy xuống có lẽ sẽ không chết ngay lập tức. Như vậy trước tiên giết Lam Sắc rồi tự sát, ta cũng sợ rắn lắm. Ánh mắt Tiểu Tuyết lẩn tránh tầm mắt của Huyết Ảnh. Ta không sợ rắn, nhưng sợ một bầy rắn, Pháo Thiên Minh thản nhiên nói. Đây là sự thật, vài con rắn thì y không sợ, nhưng nhảy vào hang có hàng vạn con rắn dù thì có đánh chết y cũng không nhảy. Trong lòng nói câu này y cũng rất cảm động trước hành động tự sát vì bằng hữu của Hắc Đầu. Nếu là mấy cô gái như Sa, Kiếm Cầm, Vũ Lý Hoa thì y đã không ngần ngại nhảy xuống. Còn những bằng hữu khác đều là nam nhi, dọa chết một người còn hơn dọa chết hai người, đương nhiên mình không dại dột liều mạng. Cứu ta, bọn chúng bắt đầu chui vào lỗ mũi ta rồi. Lam Sắc run rẩy kêu cứu trên kênh đội ngũ. Vũ Lý Hoa giải thích, chắc là một loài rắn đuôi chuông ở Bắc Mỹ, loài rắn này thường dùng đuôi quấy rầy mũi người, chúng chuyên hút máu mũi. Cứu ta với. Vũ Lý Hoa rất tức giận vì lại có kẻ cắt ngang lời nói của cô, mà đây còn là kẻ mà cô căm ghét. Đột nhiên, trong lòng lóe lên ý tưởng, hô to, ngươi đang xuất đi. Đúng rồi, sao ta quên mất? Tất cả mọi người, kể cả Lam Sắc đồng loạt vỗ đầu, không hiểu sao lại quên mất đây là trò chơi, có thể hạ đăng xuất. Cảm ơn tỷ tỷ, vậy ta rời trò chơi trước đây. Sau khi Lam Sắc nói xong, kênh đội ngũ thông báo Lam Sắc đã thoát khỏi trò chơi, vì thế mà bãi bỏ tư cách thành viên đội ngũ. Phó Thiên Minh cảm thán, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, ngoài tính tình cẩn thận ra vẫn có chút đồng cảm. Nhưng khi quay đầu lại, thấy Vũ Lý Hoa đang mỉm cười độc ác, trong lòng y dùng mình một cái. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cõi lòng y đông cứng. Thật quá độc ác. Bây giờ để người kia đăng xuất, chờ Lam Sắc đăng nhập mới phát hiện mọi người đều biến mất, trong khi mình vẫn còn trong đống rắn. Thượng đế ơi, chẳng trách có câu, thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với nữ nhân. Hóa ra thời chiến quốc đã có nữ nhân mạnh mẽ như thế rồi. Các bạn đang nghe truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, phòng ngự 100%. Sau khi Lam Sắc đăng xuất, mọi người đều không suy nghĩ sâu xa. Sau một hồi bàn bạc, Tiểu Tuyết dẫn đường, dễ dàng vượt qua 100 mét đường hầm cuối cùng, thông suốt đến đại sảnh. Đây là một đại sảnh rộng gần 1.000 mét vuông. Phó Thiên Minh nhìn quanh, đại sảnh trống trải, ngoài vài cây cột trụ ra chỉ có vài chục ngọn đèn dầu lớn đang cháy. Vào sâu trong, có 5 cánh cửa đá, lần lượt khắc 5 chữ lớn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Huyết Ảnh quan sát xong xuôi bèn hỏi, Tiểu Tuyết, nàng có ý tưởng gì không? Ngươi đã có ý tưởng rồi, còn hỏi ta làm gì? Lãnh Nhược Tuyết đáp lại lạnh lùng. Huyết Ảnh gật đầu xoay người nói với mọi người, ta thấy hiện thời tất cả phải đều phó thác theo mệnh trời. Bên này có 5 cánh cửa, có lẽ mỗi cánh cửa đều có kho báu. Có khi chỉ duy nhất một cánh cửa mới có kho báu. Mọi người có thể tự do lựa chọn vị trí, một khi đắc thủ thì tự động rút lui. Chỉ có điều ta phải nói trước, lần này đã hy sinh 2 huynh đệ, chắc chắn sẽ còn thương vong lớn hơn nữa. Vì vậy, ta nghĩ bất kể ai là người đoạt được kho báu, cũng xin dành ra 10% cho những người chưa có để bù đắp một chút. Không biết mọi người có đồng ý không? Đồng ý. Huyết Ảnh nhìn tiểu đội ái mộ một cách đầy ẩn ý rồi nói, vậy các vị tự thống nhất tổ đội đi. Kênh Bằng Hữu, chọn Thủy Môn, ta Ngũ Hành thiếu thủy. Vô Song Ngư, chọn Kim Môn, nhà cậu của ta ở Kim Môn. Kiếm Cầm, chọn Mộc Môn, nhà ta dùng cửa gỗ. Chọn Hỏa Môn, Tuyết Sơn có lửa, nhất định có vấn đề. Tinh Ảnh nói, đừng chọn Thổ Môn, đoán chừng có rắn. Vũ Lý Hoa nói, Đường Đường tuy không đến nhưng cũng phát biểu ý kiến của mình. Nếu là trên binh pháp, 5 cánh cửa này đều có thể có nhưng đều có thể không có. Được một trong đó, mà mất đi 4. Tỷ tỷ của ngươi hà? Pháo Thiên Minh ném câu hỏi cho Vũ Lý Hoa rồi nói, thôi, rút thăm đi. Giải quyết vấn đề bằng cách rút thăm đúng là giống như nghề sát thủ. Và kỹ nữ, có một lịch sử lâu dài mà vĩnh viễn, chừng nào nhân loại còn tồn tại, thì cách làm ấy vẫn không thôi. Pháo Thiên Minh nhớ hồi lần đầu rút thăm là kỳ thi tiếng Anh năm lớp 6, y đã làm 4 mảnh giấy ghi A, B, C, D rồi bốc. Sau đó thầy thương tiếng Anh không thể chịu đựng được nữa. Lại có kẻ dám làm trò này ngay dưới mi mắt mình, lúc thu bài thầy còn mỉa mai, bốc giấy cũng mất 20 phút à. Pháo Thiên Minh ngượng ngùng đáp, thầy có dặn, mỗi câu đều phải kiểm tra lại. Hôm ấy là ngày 14 tháng 4, nó in sâu trong tâm trí Thiên Minh, bởi vì y được 67 điểm, lần đầu đạt điểm tiêu chuẩn đối với người Trung Quốc học tiếng Anh như y. Từ đó y bắt đầu dẫn dắt học sinh toàn trường đi theo con đường thi thố nhất định phải bốc thăm thử lại, cũng khiến y yêu mến vô cùng. Bởi sau khi mang thành tích về, ông già nhà y khóc nức nở, đây là lần đầu tiên kể từ thế kỷ 21 đến nay họ Pháo chúng ta có người được điểm cao như thế. Tổ tiên thật có linh, rồi tổ chức tiệc suốt 3 ngày để ăn mừng. Kết cục rút thăm chọn Kim Môn, Phích Lịch và Hát Bất Túy vẫn mỉm cười nhìn mọi người làm loạn. Dù gì bọn họ cũng là con dế trên cùng một sợi dây thừng, dẫu thủy hay hỏa gì cũng phải cùng nhau vượt qua. Không phải bọn họ cho rằng nhân phẩm của Pháo Thiên Minh không đủ vững chắc. Trái lại, tiểu tử này rất may mắn, chủ yếu vì đi chung với y, lúc nào cũng vui vẻ đi kèm đau khổ, hơn nữa còn phải cảnh giác khỏi bị y làm cho điên lên. Ban đầu có mười mấy người chọn Kim Môn, sau khi Pháo Thiên Minh cười âm hiểm vài tiếng là tự động gia nhập nhóm khác, đó là theo chỉ dẫn âm thầm của Huyết Ảnh và Lãnh Nhược Tuyết. Họ cho rằng dù đi cùng nhóm Pháo Thiên Minh tìm được kho báu, nếu lúc chia của không đều, 10 người kia nhất định bị hy sinh. Mặc dù là tinh nhuệ, nhưng mấy người kia đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là Hoa Kỳ so với Anh Quốc. Do đó mười mấy người đều nghĩ không nên ở trong bóng tối mà chịu một nhát đao từ sau lưng. Thực ra họ không sai, chỉ là đề nghị đó không phải của Pháo Thiên Minh mà là của Ái Niếp Niếp, nói chuyện đạo nghĩa gì, nếu không chia đủ thì phải chém. Chúng ta với bọn họ không thân không quen, lại còn có mâu thuẫn, không thể giả vờ trong sạch chia phần tốt cho người lạ được, trừ khi là hồi nhỏ bị lừa đá vào đầu. Hát Bất Túy cũng đồng tình với Ái Niếp Niếp. Hắn cho rằng khi đã nói mọi người đã tách ra thì không nên coi người lạ là đồng đội, trước chỉ là hợp tác đôi bên đều có lợi. Nếu xung đột lợi ích tất nhiên phải giữ lại lợi ích cho bản thân và bằng hữu, riêng 10% kia hắn vẫn cho là phải chia, vì tính chất khác nhau. Chúng ta đi đây. Mấy người rời đội ngũ, Vô Song Ngư lập một nhóm riêng, Tinh Ảnh kéo luôn Tiểu Tuyết vào. Mọi người thêm bằng hữu Tiểu Tuyết và mở kênh trò chuyện riêng. Chúc các ngươi gặp nhiều may mắn. Huyết Ảnh và Vô Song Ngư, cặp oan gia ngầm nắm lấy tay nhau, mọi người cùng tiễn Ái Tâm tiểu đội vào Kim Môn. Sau khi người cuối cùng đi vào, Kim Môn khép lại nặng tựa ngàn cân, phong tỏa lối đi. Mấy người Pháo Thiên Minh giật mình, vội vàng châm lửa quan sát, phát hiện bên cạnh cửa đá có cần gạt. Rõ ràng là để mở cơ quan cánh cửa ngàn cân, nhưng hệ thống báo không thể sử dụng, bây giờ ai nấy hiểu. Đây là thủ đoạn của hệ thống để phân tán sức người,
trước khi tiêu diệt một nhánh đội ngũ không cho họ bất cứ cơ hội cầu nào. Thành viên, Pháo Thiên Minh, Vô Song Ngư, Tinh Ảnh, Phích Lịch, Vũ Lý Hoa, Kiếm Cầm, Sa và Tiểu Tuyết. Sau khi cánh cửa ngàn cân áp khép lại, bên trong kim môn đèn sáng lên. Trước mặt là cầu thang xoắn ốc xuống dưới, nhưng thay vì bằng gạch bình thường, cầu thang được ghép từ hàng trăm thanh trường thương, xung quanh và trên trần đá cũng do rừng thương tạo thành. Mỗi ngọn thương đầu nhọn hướng lên, thân bằng thép cứng, chôn một nửa vào đá, khoảng cách giữa chúng không quá 20cm. Rất sắc bén, Pháo Thiên Minh ngồi bệt xuống chăm chú quan sát một mũi thương rồi nói, mũi thương xanh biếc, chắc có độc. Cầu thang ít nhất cũng dài hơn một dặm, may mà không chọn hỏa môn, nếu không phải chạy trong lửa rồi. Dọc đường có lẽ sẽ bị tập kích. Tinh Ảnh bổ sung thêm, ta, Trừ Trà, Tiểu Tuyết không vấn đề gì, các ngươi thế nào? Phích Lịch lắc đầu, ta chắc chắn không ổn, giẫm một cái là thành thịt xiên ngay. Vô Song Ngư suy tư một lát rồi nói, như vậy đi, ba người các ngươi đi thám thính trước, giữ liên lạc, chúng ta vừa phá hủy vừa tiến lên. Cẩn thận phía trước còn có cơ quan. Được, ba người đồng thanh đáp ứng. Tiểu Tuyết vốn đã sẵn lòng hy sinh nên dẫm thương đi trước. Ấn tượng của Pháo Thiên Minh đối với cô gái này tăng thêm 10 điểm. Điểm này không phải tăng vào tinh thần hy sinh của cô, mà là thấy cô nương này khá thông minh. Nếu một nhóm người thực sự tìm thấy kho báu, liệu có thể phân cho cô một phần hay không? Chuyện này không liên quan tới cô sống hay chết. Hơn nữa, về võ công mà nói thì cô là yếu nhất. Điều duy nhất có thể đóng góp có lẽ cũng chỉ là vừa đi trước dò đường, vừa che giấu nỗi lo. Còn hơn cứ lúng túng, thà làm chút việc mình có thể làm, ít ra cũng khiến mọi người bớt oán trách Tinh Ảnh một chút. Sau khi ba người qua hai đoạn rừng thương, Tinh Ảnh đột nhiên hô to, Tiểu Tuyết bay ngược lại. Mười mấy thanh trường thương bay ra từ bức tường phía xa Tiểu Tuyết, nhắm thẳng tới ba người. Tiểu Tuyết tuy chưa nhìn rõ, nhưng dường như rất tin tưởng Tinh Ảnh, chân dừng lại trên mũi thương, mượn lực bay ngược trở lại. Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh tăng tốc xông lên trước, đỡ đòn tập kích của những thanh trường thương. Tay và kiếm cùng sử dụng, đánh bật hết trường thương xuống đất. Pháo Thiên Minh rút thiết thương của mình ra, đâm xuống tảng đá dưới đất, một chân đứng trên cán thương, nói, ta thấy vẫn nên để ta đi đầu. Tinh Ảnh và Tiểu Tuyết vội vã chạy loanh quanh trong hành lang, cũng được, nhưng mau lên. Chúng ta, cứ quay cuồng thế này, cảm giác cứ ngớ ngẩn thế nào ấy. Tiểu Tuyết gật đầu đồng ý, không thể dừng lại, dừng là thành thịt xiên ngay. Trên đường lại gặp thêm một đợt thương trận tập kích yếu ớt nữa, ba người dễ dàng hạ xuống một đại sảnh. Kích thước đại sảnh này tương đương đại sảnh ban đầu, nhưng phía trong sâu chỉ có một cánh cửa, trên viết ba chữ tàng bảo khố. Điểm khác biệt là đại sảnh này không có cột, nhưng lại có bốn thứ kỳ lạ. Nói thứ không chính xác, đúng ra là bốn NPC cưỡi ngựa, gọi là thứ vì toàn thân họ và thân ngựa chỉ nhìn thấy đôi mắt, các bộ phận khác đều bị áo giáp vàng óng che kín. Giết! Tứ kỵ binh vung trường thương, bốn con ngựa phi thẳng tới ba người. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh cùng đón trái phải. Sau khi chạm mặt, Pháo Thiên Minh đâm sáu kiếm vào yết hầu, mắt, tim của một kỵ binh, nhưng kiếm không để lưu lại dấu vết trên giáp, thanh kiếm mỏng trong tay còn bị phản chấn gãy luôn. Bên kia, Tinh Ảnh ra đòn thái cực quyền, vừa lướt qua một kỵ binh, vội nắm lấy đầu ngựa quăng lên, hy vọng mượn lực đánh úp kéo cả người ngựa ngã xuống. Nhưng vừa chạm tay, Tinh Ảnh đã phát hiện người ta nặng phải hơn ngàn cân. Bản thân không những không quăng ngã được, còn bị phản lực kéo lùi, bay ra xa 10 thước như con quay, đập vào bức tường đại sảnh. Con mẹ nó, cái éo gì vậy? Pháo Thiên Minh mắng một câu, phi đao không thể dùng được, đối phương có phòng ngự 100%. Tinh Ảnh nuốt một gói thuốc nói, người và ngựa ra chắc toàn bằng vàng ròng, trọng lượng có thể tính theo tấn. Bây giờ phải làm thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tuyết đã tránh khỏi xung kích, đến bên cạnh Tinh Ảnh, trong khi bốn kỵ binh cũng quay đầu ngựa, nhìn chằm chằm vào ba người. Pháo Thiên Minh vội hỏi, ái niếp niếp, ngươi xem hình chụp này là chiêu thức gì của anh hùng môn nhà các ngươi? Pháo Thiên Minh gửi hình ảnh vừa chụp đám kỵ binh lên kênh trò chuyện của bằng hữu. NPC số 1 và số 3 từ bên trái chắc là dùng tuyệt học xuyên vân xạ nhật thương. Thương pháp này vốn có mục đích chủ yếu đối phó với kỵ binh địch. Ta cũng chỉ nghe lỏm được NPC nói về thương pháp này. Khi đối đầu với địch thượng tam lộ, tức là ở trên không, có lực sát thương cực lớn, cơ bản là một thương một người. Trái 2 với trái 4 dùng thương pháp giống như thương tuyệt học không trọn vẹn của ta Bạo Vũ Lê Hoa Thương,
có thể xoay tròn trường thương 360 độ. Trong vòng 2, 5 mét người sống chớ gần, chém vàng cắt ngọc, không ai có thể địch nổi. Còn rảnh rỗi khoác lác nữa à? Nói điểm yếu đi. Pháo Thiên Minh né sát mặt đất, sau đó hối hả hỏi. Bị các ngươi đè đầu lâu quá rồi, hiếm khi có cơ hội khoác lác. Là như vậy, Xuyên Vân Thương có lẽ hơi yếu về phòng thủ hạ tam lộ, có thể lăn xuống dưới chân người ta giết ngựa. Còn Bạo Vũ Thương khi quay 360 độ thì không ai có thể lại gần. Chỉ có điều trên đầu chúng sẽ có một khoảng trống. Ngươi không thấy trên ảnh của ta à? Ngươi và ngựa đều phủ vàng. Hệ thống còn nhắc nhở ta đối phương phòng ngự 100%. Mọi người im lặng một hồi, Đường Đường đột nhiên nói, vậy thì còn một biện pháp, dùng nội lực đánh chết bọn chúng. Dùng nội lực đánh chết? Pháo Thiên Minh đánh giá tinh ảnh, cái loại mềm nhũn, không dùng được. Nội lực của mình thì cương mãnh, nhưng nếu không có chiêu thức mà xông thẳng tuyệt học của đối phương thì quá ngu xuẩn mức. Còn Tiểu Tuyết thì cơ bản có thể bỏ qua, dù sao ba người chúng ta cũng không thể giết được bọn chúng. Hát Bất Túy, các ngươi mau tới đây. Hát Bất Túy và Phích Lịch có Hàng Long Thập Bát Trưởng, Vô Song có Thái Huyền Kinh cộng thêm tuyệt học không trọn vẹn Lý Thế Đào Cương. Xa có Như Lai Thần Trưởng, Dịch Cân Kinh, Vũ Lý Hoa có Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đều là loại võ học thô bạo không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Chương 198, Mất Thính Giác. Có thể thấy trí tuệ của bốn kỵ binh quả thật không thấp, thấy khinh công của ba người chơi đối phương rất tốt nhưng tốc độ và thân pháp của bản thân lại giảm 30%. Lập tức không tấn công nữa mà bố trí bốn con ngựa thành một hàng, thờ ơ nhìn ba người. Trong nửa giờ chờ đám huynh đệ tỉ muội công kích cao đến nơi, Pháo Thiên Minh đã nghĩ ra vô số kế hoạch. Thí dụ như y và Tiểu Tuyết quấy rối kỵ binh, tinh ảnh đi mở kho báu nhưng bị nhắc nhở, cần 4 chiếc chìa khóa. Lúc này mới phát hiện ở phía dưới kho báu có 4 lỗ khóa, nguồn gốc của chìa khóa thì khỏi phải hỏi, tất nhiên là do 4 kỵ binh này rơi ra. Cuối đám bằng hữu công kích cao cũng mở được lối vào đại sảnh. Kế hoạch đã bàn bạc xong xuôi, theo hiệu lệnh của Vô Song Ngư, Pháo Thiên Minh và tinh ảnh chọc tức các kỵ binh, hai tên kỵ binh lập tức lao tới. Đối tượng bị trêu chọc là Bạo Vũ kỵ binh B và C. Tinh ảnh kéo Bạo Vũ của đi góc đông nam, Pháo Thiên Minh kéo một tên đi góc tây nam. Do ý thức phòng thủ của Bạo Vũ kỵ yếu kém, hai người tìm sơ hở để bám theo vách tường tường, vẫn tương đối dễ dàng. Tiểu Tuyết ngại ngùng không giơ ngón giữa lên được, đành phải ném táo vào kỵ binh A, lợi dụng sơ hở phòng thủ của hắn để bay lượn sát đất, miễn cưỡng chống đỡ được. Đương nhiên chủ lực tấn công là Sa, Vũ Lý Hoa, Hát Bất Túy, Phích Lịch và Vô Song Ngư. Lên. Vô Song Ngư ra hiệu, 5 người nhanh chóng vây quanh kỵ binh D. Kỵ binh D giật dây cương, con ngựa dưới yên kêu dài một tiếng, chân trước đột ngột đạp xuống đất, dẫm lên Vô Song Ngư. D đồng thời xuất thương, tay rung một cái tạo thành 4 đóa thương hoa chia đến 4 người. 4 người không tránh không né, ỉ vào găng tay chiến đấu tay đập về phía thương hoa, dễ dàng đập nát thương hoa cản đường. Trường thương của kỵ binh D lại rung lên, một thanh thiết kiếm từ mé bên bay ra, kiếm cầm tung ra phá thương thức. 3 thanh thiết kiếm chém vào thân trường thương, thiết kiếm bị đập vỡ đồng thời cũng phá vỡ thế chiêu thương của kỵ binh. Thần Long Bãi Vĩ, Kháng Long Hữu Hối, Vạn Phật Triều Tông, Lạc Nhật Song Kim, Chu, Thiên Diệt Địa 5 chiêu tuyệt học kèm theo 7 thành nội lực, không chút lưu tình đồng thời công kích vào con ngựa dưới yên của kỵ binh D. Tiếng nổ vang lên, Pháo Thiên Minh như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng, tiếng ồn cực mạnh vang dội trong phòng theo sắp xếp ác ý của đám thiết kế độc ác. Xít, đám nhân viên chiến đấu của Ái Tâm tiểu đội đồng loạt chửi thề nhưng phát hiện mình không nghe thấy giọng nói của chính mình. Chỉ có hệ thống báo, người chơi thân yêu, do hai tai đã mất thính giác nên trong 10 phút này không thể giao tiếp với bất kỳ ai. Tiếng nổ không chỉ ảnh hưởng đến người chơi mà ngay cả 4 NPC cũng sửng sốt. Ngựa của kỵ binh D không có gì bất ngờ, bị 5 người hợp sức đánh thành ánh sáng trắng, D cũng bị văng ra ngoài 3 thước. Lúc này kỵ binh A và B lập tức quay lại cứu viện, mỗi người ra 3 chiêu ép lui đối phương, Đinh cũng đứng dậy, ném trường thương xuống, rút một thanh đao bên hông ra. Về phần tại sao kỵ binh C không tới tiếp ứng? Đó là vì lúc này hắn rất tức giận, Pháo Thiên Minh dựa vào thân pháp và khinh công cầm thiết thương đang điên cuồng đánh hắn. Điều khiến hắn tức giận nhất là mỗi lần đánh đều trúng mặt, trong khi bản thân lại không theo kịp tốc độ của đối phương. Tổng chiều dài của thương tương đương với chiều cao cơ thể người, cánh tay duỗi thẳng lên trên.
Kỵ binh đinh luôn là tuân theo quy tắc này, tổng cộng 2,4 mét. Không ngờ Pháo Thiên Minh lại cầm thiết thương kéo dài, rất vô sỉ cầm cây thương dài tới 3,5 mét tấn công. Trong tình huống dài hơn 1 mét, lại thêm thân pháp cùng khinh công, kỵ binh bị khuất nhục chịu ngược đãi, gào thét liên tục trong cổ họng. Hiển nhiên hoàn toàn đã mất hết lý trí, mang khí thế không đâm chết Pháo Thiên Minh dưới ngựa thì chết không nhắm mắt. Trong tình thế mất liên lạc, mọi người vẫn nhanh chóng tìm được sự phối hợp. Sa và Vũ Lý Hoa lao đến Bạo Vũ kỵ binh B, vì hai người đều có thức võ công tấn công trên không trung. Kiếm cầm phất thiết kiếm, khiêu chiến kỵ binh thiếu ngựa, đơn đao đấu với đơn kiếm. Mục tiêu của Phích Lịch, Bất Túy và Vô Song Ngư là Xuyên Vân kỵ binh A. Tinh Ảnh và Tiểu Tuyết ở bên cạnh không thể xen vào được. Quyết định ngồi ngoài đại sảnh, trong tình thế tai điếc dường như càng thêm lãng mạn. 10 phút sau, mọi người đồng thời gào lên một tiếng, mẹ nó. Rồi một tiếng kim loại vang lên, lại điếc luôn. Đường Đường và Ái Niếp Niếp lo lắng không biết thế nào, 10 phút không nói, vừa mở miệng lại không có tiếng. Đây là chuyện gì? Khoa học chứng minh, phần lớn người câm không phải câm bẩm sinh, mà là không nghe thấy tiếng nói của mình nên dẫn đến không thể nói được. Chuyển tới trong trò chơi chuyển lại đơn giản hơn nhiều, cấm nói chuyện, cấm nhắn tin. Mặc dù kỵ binh bị Phích Lịch và Hát Bất Túy tấn công có dấu hiệu phun máu, nhưng vẫn còn một khoảng tới lúc chết lên thiên đường. 4 kỵ binh bị chia nhỏ dồn vào góc ngược đãi. Kiếm cầm tuy khinh công kém, lại đơn đấu nhưng lại là người dễ chịu nhất. Kỵ binh không ngựa còn không bằng bộ binh, mỗi chiêu của kỵ binh vừa chém ra hai phần. Mũi kiếm của cô đã tiên phát chế nhân đánh trúng mũi đao, buộc đao phải thay đổi hướng tấn công, chẳng qua vẫn không thể làm tổn thương kỵ binh. Gần 20 phút sau, Vô Song Ngư không chịu nổi thế giới im ắng này, nổi giận dùng lý thế đào cương tăng gấp đôi sức tấn công. Thời gian tác dụng 10 phút, thời gian nghỉ 3 giờ, trong 3 giờ phòng thủ như người bình thường trong thực tế, nghĩa là bằng không. Kỵ binh bị 3 người truy đuổi liên tục cuối cùng hóa thành ánh sáng trắng, rớt xuống một chìa khóa. Lúc này thính giác mọi người cũng phục hồi bình thường, sau khi gào thét vài câu, lại im lặng một lần nữa. Vũ Lý Hoa và Sa cũng không phải loại nhu nhược, tài làm ồn cũng không kém 3 gã đàn ông. 3 người Phích Lịch thông minh không đi phối hợp với nhóm của Sa công kích Bạo Vũ kỵ binh, mà trước tiên giúp Kiếm Cầm đối phó với Xuyên Vân kỵ binh. Trong võ công của 3 người, Phích Lịch có một chiêu Phi Long Tại Thiên có thể tấn công trên không trung, còn lại phần lớn là chiêu thức dưới mặt đất. Chỉ cần giết Xuyên Vân giải phóng Kiếm Cầm, rồi dùng Phá Thương thức xáo trộn chiêu thức của Bão Vũ mới tạo được thời cơ tốt nhất để tập kích. Vũ Lý Hoa và Sa có thể xem là chiến đấu sinh tử, chỉ riêng nhóm của họ là nguy hiểm nhất. Bạo Vũ kỵ binh vung thương tới mức nước chảy không lọt. Chỉ khi có người tấn công từ trên không trung, kỵ binh mới thay đổi chiêu thức phòng ngự, lộ ra sơ hở ở mặt trước. Dù sao, sức mạnh của hai người yếu hơn 3 người, sau hơn 20 phút giao đấu với Bạo Vũ kỵ binh B, các cô chỉ bị thương nhẹ. Trong khi Vũ Lý Hoa tấn công từ trên cao lại bị hai vết thương dài. Lúc này, một bóng hình như ma quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Lý Hoa. Vũ Lý Hoa vô tình quay lại, đối mặt với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị dọa tái nhợt. Đó là một gương mặt đang nở nụ cười gian xảo, đó là một gương mặt vô cùng ngứa đó là một gương mặt của Pháo Thiên Minh. Càng đáng giận hơn là sinh vật hình như là Pháo Thiên Minh đang lắc lư một cái chìa khóa, đồng thời vỗ ngực giơ ngón tay cái, run rẩy toàn thân, dường như đang cười lớn. Chưa hết, y còn dùng ánh mặt khinh bỉ nhìn mọi người một lượt, rồi lắc đầu hận rèn sắt không thành thép. Mọi người lập tức hiểu ra, sinh vật giống Pháo Thiên Minh kia chính là Pháo Thiên Minh thật, cho dù là nhà thiết kế âm hiểm cũng không thể tạo ra được biểu cảm và động tác vô liêm sỉ như vậy. Khám phá này khiến mọi người choáng váng. Sao Pháo Thiên Minh sao lại giết được kỵ binh nhà người ta? Dùng kiếm đâm à? Chỉ có Vô Song Ngư rất thông minh liên tưởng, không phải thằng nhóc này làm kỵ binh kia tức chết đấy chứ. Pháo Thiên Minh tiếp tục vẫy tay ra hiệu cho hai nữ nhân lui ra. Sau khi liếc nhìn nhau, Vũ Lý Hoa và Sa nén giận lui khỏi trận chiến. Pháo Thiên Minh hất tóc lao về phía kỵ binh B, một chiêu nhạn. Phi đã khiến mũi thương của kỵ binh đâm vào hư không. Chuyện này cũng bình thường. Mọi người nhất trí bình luận, đâm chúng mới lạ. Pháo Thiên Minh vung tay, một ngọn lửa phun ra từ tay phải, đánh lên người kỵ binh Bính, sau đó bắt đầu bao vây khắp người kỵ binh B. Song ngọn lửa trong tay vẫn duy trì hơn 2 mét, từ đầu đến cuối vẫn in lên người kỵ binh. Không đến một phút, áo giáp hoàng kim của kỵ binh bắt đầu tan chảy, trước hết là vai, sau đó là ngực,
2 phút sau, lưỡi kiếm nhanh chóng đâm vào lồng ngực kỵ binh B, kỵ binh B cũng hóa thành ánh sáng trắng, rơi ra một chiếc chìa khóa. Lúc này 30 phút vừa trôi qua, ba người Vô Song Ngư rút lui khỏi trận chiến, giao cho kiếm cầm dây dưa, tránh cho lại mất thính giác. Xa thấy Pháo Thiên Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, bộ dáng đắc ý cao thủ cô độc, không nói hai lời xông tới hất y ngã lăn trên mặt đất. Nhấc chân dẫm đạp, miệng vẫn không ngừng mắng, ai cho người lớn lối, ai cho người lớn lối. Vũ Lý Hoa vội kéo xa nói, thôi bỏ đi, hắn vốn thế mà. Pháo Thiên Minh nhảy dựng lên, làm điệu bộ đang hồi tưởng lại động tác của mình rồi cảm khái, nhân sinh tựa như chiêm bao, tháng năm như chớp mắt. Tiểu vũ trụ của Vũ Lý Hoa lập tức bốc cháy, liên thủ với Sa Ủ Lò Pháo Thiên Minh. Chử Trà, mau tới đây. Kiếm cầm gọi, đến liền. Pháo Thiên Minh ép sát mặt đất bay qua, hai cô gái dẫm hụt, ngọn lửa tức giận đã tắt lại bừng cháy, khinh công thì giỏi lắm à. Ngay khi Pháo Thiên Minh tiến hành nướng thịt, kiếm cầm nhàn rỗi hỏi, Chử Trà, ngươi không thể đánh đấm đứng đắn một lần được sao? Không phải hạ độc thủ, thì là bàng môn tả đạo, võ công của ngươi cũng đâu có kém. Ta lười. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi phát hiện ra cách này như thế nào? Muốn nghe? Ừ, ta vốn là định chọc giận hắn, nhưng sau khi đánh một hồi, người ta đã chết lặng, tựa hồ không đánh hắn còn khó chịu. Sau đó ta mới nghĩ có thể đốt cháy một bộ vị nào đó của hắn, để cho hắn tiếp tục. Bị lửa giận đốt người, kết quả không cẩn thận hòa tan vị trí ấy của người ta. Ta mới nhớ lại nhiệt độ nóng chảy của vàng là hơn 1.000 độ, lửa bình thường đã gần 800, cao nhất có thể đạt đến 1.800 độ. Đương nhiên cũng may đây chỉ là thánh đấu sĩ cấp vàng, nếu đổi lại là cấp bạch kim thì chưa chắc đã thắng được. Kiếm cầm cười nói, ngươi thật xấu xa, chẳng trách Phượng Hoàng và Hoa Hoa lại đánh ngươi. Vậy tại sao ngươi không đánh ta? Ta không đánh lại ngươi mà, ngốc. Kiếm cầm vẫn cười trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, được bảo. Cánh cửa lớn của kho báu đã mở ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt mọi người là kim quang, khiến người ta rất khó mở mắt. Đợi sau khi ánh mắt thích ứng mới có thể quan sát, đây là một phòng chứa đồ khoảng 200m², trên 4 vách tường trưng bày 40 kiện chân bảo. Điểm duy nhất khác thường là những bảo vật này đều là huynh đệ sinh đôi, 40 món giống nhau như đúc. Ngoại trừ kim quang lóng lánh ra, trên chân bảo còn có một hàng chữ to, Kim La Hán, giá trị 30 vạn. Chữ lớn, đúng, chữ rất lớn. Những Kim La Hán này chiều cao bằng nam nhân tráng niên. Pháo Thiên Minh hơi nhấc thử, trọng lượng chỉ có 10 cân, là rỗng ruột. Ai ra, lại bốt xén vật liệu đến mức này. Dáng dấp làm ngông nghênh như vậy, mọi người cũng hiểu được, ngươi để toàn đồ cổ, người ta chưa chắc biết được. Hơn nữa người hiện đại nhìn thấy đồ cổ ở, vạn nhất đồ cổ Thanh Triều bán cho cửa hàng Minh Triều, vậy tính như thế nào? Tất cả đều để thành nhóm, mọi người cũng lý giải, sợ người chơi bóp lại. Cho dù là rỗng ruột cũng dễ nói, dù sao cũng là bán cửa hàng. Nhưng vấn đề là làm người phải thực tế, ngươi nói thẳng ra thứ này không thể bỏ vào trong túi đồ coi như xong. Nhất định phải ghi rõ, chiếm vị trí túi 6x6 trong túi, đúng là không thể nào nói nổi. Được rồi, ý của ngươi không phải muốn mọi người khiêng trở về, cũng không thành vấn đề, đều có nội công khinh công, bình thường bắt người như đi chơi. Nhưng ngươi cũng phải tôn trọng người chơi một chút, không thể để người chơi lấy được chân bảo cùng với ngọn núi, đều thể hiện ra trên bản đồ điện tử có được không? Cứ thế, ngay cả người bình thường trầm ổn nhất là Hát Bất Túy cũng nổi giận. Con mẹ tổ tông 19 đời nhà các ngươi. Bất Túy không bận tâm bên cạnh có nữ tính, trực tiếp hét lên. Tinh Ảnh vội vàng lấy ra bản đồ xem xét, quả nhiên điểm đỏ của mình chồng lên 4 điểm đỏ khác, còn không ngừng lấp lóe. Bởi vì lần này là Huyết Ảnh móc túi, cho nên bản đồ điện tử cơ bản là mỗi người một phần. Thế này không phải là chơi chết chúng ta hay sao? Vốn cho rằng thừa dịp bão tuyết tầm nhìn thấp, đem thứ này buôn lậu ra ngoài chắc không khó lắm. Nhưng không nghĩ tới nhà thiết kế lại hiểm độc vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giò trúc múc nước coi như tốt, nếu là làm nền cho người khác, không khó chịu 3 đến 5 ngày mới là lạ. Điều này giống như thu được một tờ tiền giả 50 đồng, phẫn nộ không phải là vì mình tổn thất 50, mà là bởi vì bị người khác coi như đứa ngốc. Nhất định phải phân tán ra,
Đường Đường bình tĩnh nói, đi cùng nhau tuy thực lực mạnh, nhưng tuyệt đối không chịu nổi trăm vạn người luân phiên tấn công. Hơn nữa kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ nhiều lắm, khó đảm bảo sẽ xuất hiện mấy cao thủ kín tiếng. Phân tán ra sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên là phân tán người chơi truy kích, tiếp theo bọn họ đã lấy được danh sách thành viên của chúng ta. Có thể khẳng định sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp, như vậy sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn, vừa muốn lấy được chân bảo, vừa không muốn mất mạng. Lát nữa ta sẽ tới diễn đàn viết bài, nói rõ là các ngươi lấy được chân bảo, ít nhất như Bất Túy với Phích Lịch có nhiều giao tình ở cái bang, người ta sẽ không tiện ra tay, như vậy có thể cố gắng hết sức giảm bớt người bao vây. Ái Niếp Niếp bổ sung, ta và lão bà của ta giờ đang ở Đông, Nam Tuyết Nguyên, sẽ tận lực tiếp ứng các ngươi, giúp các ngươi bổ sung dược phẩm và thực phẩm. Pháo Thiên Minh vẫn không nói chuyện, đang đau đầu. Nguyên nhân đau đầu là do mấy người phát cho hắn một tin tức, phân phối chiến lợi phẩm như thế nào. Trong đám người này, thật ra không phải ai cũng quen thuộc với nhau. Ngoại trừ Tiểu Tuyết ra thì chỉ có mình là có thể lên tiếng. Chiến đội tạo thành cũng là bởi vì có mình nên mới có thể vẫn còn bảo trì trạng thái trí công vô tư đến bây giờ. Nhưng những lời này thật không dễ nói, phân phối theo sức lao động. Vậy ai có thể đánh giá ra Đường Đường và Ái Niếp Niếp trợ giúp lớn đến mức nào? Chia đều phân phối bình quân, vậy cũng không được, người bỏ nhiều công sức chắc chắn sẽ khó chịu. Không làm bằng hữu được nữa là việc nhỏ, vạn nhất thành kẻ thù thì tương đối phiền toái. Pháo Thiên Minh càng nghĩ càng bực bội, cầm một kim la hán lên đập keng một tiếng, không chỉ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, còn chấn động bản thân thành bị thương nhẹ. Ngươi làm gì vậy? Kiếm Cầm hỏi. Ta xem có thể phân giải rồi nhét vào trong túi đồ hay không. Nhưng hình như thứ này là không thể tổn hại. Pháo Thiên Minh nuốt thuốc bọt lại trả lời. Đó là đương nhiên, nếu không vừa thấy đồ vật là cướp đoạt, trực tiếp đập vỡ, mọi người trừng mắt nhìn nhau, còn cướp cái rắm a? Ừm, có lý lắm. Mọi người chú ý. Pháo Thiên Minh ho khan hai tiếng nói, sắp sửa phá vây buôn lậu, đối mặt với trăm vạn tên cớm, chúng ta cần phải tiến hành hiệp nghị không phải bằng hữu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh lại, cũng nhìn ra được vài người hết sức mất tự nhiên. Mọi người đều biết sớm muộn cũng phải nói tới chuyện phân phối lợi ích này, nhưng dường như lại phá hoại không khí hài hòa hiện tại. Pháo Thiên Minh cười nói, cho dù là bằng hữu tốt nhất cũng phải phân phối lợi ích, nếu không chẳng phải là chung vợ chung tiền hay sao? Xì, miệng chó không mọc nổi ngà voi. Xa xì một tiếng với Pháo Thiên Minh, không khí lập tức hòa hoãn hơn nhiều. Ý tưởng của ta là như vậy, ví dụ như ta vận chuyển được một cái ra ngoài, ta được 30 vạn. Vậy ta sẽ giữ lại 15 vạn, 15 vạn còn lại, Ái Niếp Niếp và Đường Đường chia đều 5 vạn trong đó, còn 10 vạn kia thì phân chia đều. Mọi người cảm thấy thế nào? Ai nấy trầm mặc suy nghĩ, cách phân chia này là biện pháp phân phối một số công ty hiện tại. Đường Đường, Ái Niếp Niếp tương đương với quản lý hậu cần, mà những người khác thì tương đương với nhân viên nghiệp vụ. Nếu bọn Đường Đường muốn lấy được lương cao thưởng cao thì nhất định phải tận tâm phục vụ nhân viên nghiệp vụ, trải bằng đường đi, giải quyết nỗi lo về sau. Chỉ cần trong 9 người có 4 người buôn lậu thành công, vậy bọn họ sẽ nhận được thù lao phong phú hơn thành viên nghiệp vụ, mà đám nhân viên nghiệp vụ chỉ cần một người trong số đồng bọn buôn lậu thành công thì đã có một khoản tiền lương bảo toàn. Tiếp theo có thể kiếm được món lợi lớn hay không, tất cả đều phải dựa vào nỗ lực của mình. Về phần vợ của Ái Niếp Niếp, Pháo Thiên Minh cố ý xem nhẹ điểm này, hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu tại sao Pháo Thiên Minh lại bỏ qua, nếu tính cả người này, chắc chắn sẽ có di chứng lớn hơn. Pháo Thiên Minh tin tưởng Ái Niếp Niếp sẽ hiểu, nếu nói hết ra thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đồng ý. Đầu tiên là Tiểu Tuyết, sau đó đám người Đường Đường, Ái Niếp Niếp, Tinh Ảnh nhất trí đồng ý. Còn chuyện có ai sẽ tự ý nuốt tham ô không, ngoại trừ Tiểu Tuyết ra. Những người khác đều không lo nghĩ như vậy, người hơi quen thuộc phương án phân phối kia liền biết rõ, người lén nuốt riêng chưa chắc là kiếm lời 15 vạn, mà khả năng chỉ kiếm 10 vạn hoặc là gần 5 vạn. Vì 5 vạn mất đi danh dự và bằng hữu, rõ ràng là quá uổng phí. Lấy hàng. Vô Song Ngư hét lên một tiếng, mỗi người đều nắm lấy một kim la hán, Vô Song Ngư nghi hoặc hỏi, chỉ lấy một, các người. Tinh Ảnh cười nói, làm người không thể quá tham lam, cái này lớn như vậy. Lấy một cái đã rất ảnh hưởng đến việc phát huy võ công. Đám người xa gật đầu tán thành, ai cũng biết một con chim trong tay còn hơn trăm con chim trong rừng. Ngươi thì sao? Vô Song Ngư hỏi Pháo Thiên Minh tay không. 9 người có 7 người cầm,
còn lại 33 cái. Phó Thiên Minh cười hắc hắc hỏi, nếu không mỗi người một nửa. Được, vậy đống còn lại làm sao bây giờ? Ném vào hang rắn. Ngươi quá âm hiểm. Bình thường, thế giới thứ ba, Lam Sắc đáng thương. Vũ Lý Hoa cũng có vẻ đồng tình với việc Lam Sắc sắp đối mặt với thử nghiệm của trăm vạn người chơi. Lúc này, bảy người khác kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư lấy ra một bó dây thừng như ảo thuật. Mỗi người kéo ra 16 kim la hán, đâm xuyên qua cánh tay bọn họ. Sau đó mỗi kim la hán còn dùng dây thừng buộc lại, vị trí cố định. Cuối cùng buộc dây thừng vào một đầu dây thừng khác trên đai lưng quần. Xuất phát. Pháo Thiên Minh vung tay lên, cùng Vô Song Ngư đi ra khỏi kho báu trước tiên. Phía sau chỉ còn lại tiếng leng keng thanh thúy, cùng bảy người gỗ hối hận vì không mang theo dây thừng. Đến đại sảnh chia tay đám người huyết ảnh, Pháo Thiên Minh gặp được hai người quen, Chân Hán Tử, Thiên Nhãn. Còn có hai người có vẻ quen mặt, lại không biết tên gọi là gì. Có điều cũng có thể khẳng định là người trong miệng đường khẩu của Lãnh Nhược Tuyết. Chân Hán Tử kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh kéo theo hai mươi mấy mét kim la hán, ngẩn người một hồi rồi lao vọt tới vị trí thủy môn la hét, cho ta vào, cho ta vào. Hu hu, 40 cái, ta chỉ lấy một cái. Pháo Thiên Minh buộc như vậy cũng có chú ý. Đầu tiên trong phạm vi hai mươi mấy mét Pháo Thiên Minh vẫn có thể hành động tự nhiên, chẳng qua là bên hông buộc sợi dây mà thôi. Cho dù ra ngoài hai mươi mấy mét, kéo 160 cân này, đối với một người có nội lực tuyệt, học mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa còn có thể tăng chiều dài sợi dây đến 100 mét, 200 mét. Kha kha, A Tử, sao các ngươi còn chưa đi? Chờ bọn tỉ tỉ. Chân Hán Tử ổn định lại tâm tình, ta trước kia làm người, cửa thủy này thật không phải cho người xông vào. Làm sao vậy? Đừng nhắc nữa. Chân Hán Tử khổ sở. Mọi chuyện đại khái là như vậy, có 30 người lựa chọn thủy môn nghe hay cỡ nào? Ôn nhu như nước, sự kiện thủy môn, hàng thủy, A Thủy. Nhưng vừa đi vào bọn họ đã há hốc mồm. Thương trận của bọn Pháo Thiên Minh chuyển thành thủy trận. Vì thế mọi người đành phải nín thở lặn xuống nước đi tới đại sảnh kho báu, đã có 10 người nội công trung cấp chết đuối ngay tại chỗ. Kho báu của thủy môn là một đại sảnh cao 4 mét rộng ngàn mét, nhưng có 3 mét đều bị nước nhấn chìm. Mà người bảo vệ ác độc của kho báu lại là người cá có hai môn tuyệt học Nga Mi. Càng đáng giận hơn chính là hai vách tường đều có một ổ cá, mỗi một phút sẽ có 10 con cá ăn thịt người đi ra. Trải qua chiến đấu gian khổ cực kỳ, rốt cuộc cũng có con người cá bị làm thịt, nhưng người chơi còn sống cũng chỉ có 4 người này. 4 món chân bảo 120 vạn, chia 30 người, mỗi người 4 vạn. Chân Hán Tử bên cạnh vừa lải nhải vừa rơi lệ đầy mặt. Nhìn sang ba người khác, lúc Chân Hán Tử nói lời này rõ ràng sắc mặt đều lộ vẻ cực kỳ bất mãn đối với phương án phân phối. Đúng rồi Thiên Nhãn, ta hỏi ngươi, không phải nói có 500 triệu sao? Một cái cửa tối đa cũng chỉ 10 triệu, sao có thể có 500 triệu? Pháo Thiên Minh đưa ra vấn đề của mình. Theo ta đoán, kho báu này là một ngày hoặc vài ngày đổi mới một lần. Cứ như vậy, có thể khiến người chơi vì tiền tài mà bỏ qua đẳng cấp. Hơn nữa một khoản tài chính khổng lồ như vậy tiếp tục chảy vào trò chơi, làm cho tiền tệ vốn đang ít ỏi phục hồi. Tiền tệ tăng lên, rất nhiều thương nhân chợ đen tích góp một số lượng lớn tiền trò chơi chuẩn bị bán đi. Nhưng bảo tàng vừa ra, tiền nhanh chóng giảm giá trị, rất nhiều người bọn họ đã ngâm nát tiền trò chơi trong tay. Sau đó một ngày một lần cày tiền, mỗi ngày có thêm lượng tiền mấy ngàn vạn, ngươi nói sẽ thế nào? Sẽ khiến tiền tệ bị giảm giá vô hạn, cho nên chợ đen chết là cái chắc. Đó không phải là giá hàng tăng vọt, lạm phát sao tăng cao à? Không, không phải còn có thị trường chứng khoán sao? Các ngươi kiếm được tiền này, chẳng lẽ không định đi kiếm doanh thu 100 vạn? 10 môn phái 3 bang hội có thể thông qua thủ đoạn tăng phát giảm nắm, đánh đổ thị trường. Việc này liên quan đến hoạt động tài chính, chúng ta không nói nhiều. Cổ phiếu Trung Quốc có ủy ban điều tiết thị trường chứng khoán mà còn đen tối như vậy, huống chi là trò chơi không có cơ chế giám sát. Đương nhiên ủy ban điều tiết cũng là loại ăn thịt không chịu nhả xương. Cho nên cứ như vậy có thể đạt được hai mục đích. Thứ nhất là đánh tan chợ đen, hoặc là nói để mọi người không có dũng khí tham gia chợ đen. Thứ hai là hoàn toàn khống chế tiền tệ, muốn tăng giá trị có thể tăng giá trị, muốn giảm giá trị thì giảm giá trị. Dù sao cũng là theo ý hệ thống. Nghe ngài nói một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm. Pháo Thiên Minh cảm khái, vốn cho rằng mình đã rất đen tối,
nhưng so với xã hội đen tối, thật sự là so với đom đóm so với mặt trời. Vậy chúng ta đi trước một bước. Chúc ngài may mắn. Tạm biệt. Tạm biệt. Thiên Nhãn đưa mắt nhìn bốn người ra khỏi đường hầm, hoàn toàn bỏ qua động tác Vô Song Ngư ném Kim La Hán về phía hang rắn. Chương 200, người kéo xe trượt tuyết. Tính toán theo thời gian, hai ngày sau khi đoàn người ra khỏi Trung Hải Tuyết Nguyên vẫn rất an toàn. Quan trọng nhất là làm sao vượt qua Tứ Hải Tuyết Nguyên. Ái Niếp Niếp phát ra tin tức, hắn đi dạo ở Đông Tuyết Trấn, đội ngũ mấy trăm người đã đi qua hơn 200. Về phần đoàn thể trăm người trở xuống, cá nhân hắn cho rằng phải lấy ngàn làm đơn vị để tính. Mặc dù Đường Đường trên diễn đàn đã dốc toàn lực nói rõ chân bảo này không đáng để trăm vạn người tranh đoạt. Hơn nữa còn bổ sung ảnh chụp, nói rõ là người thiết kế âm độc, nhưng vấn đề là không ai tin tưởng. Mọi người đều cho rằng chữ trên người Kim La Hán là tự mình khắc lên, nếu không hẳn phải có ảnh chụp giới thiệu vật phẩm. Nhưng Đường Đường đi đâu giới thiệu vật phẩm, không thể bỏ vài túi đồ thì không có giới thiệu. Các huynh đệ bảo trọng. Chín người ghé vào chân núi uống rượu chuẩn bị chia tay, ăn bữa tối cuối cùng, giống như một đám vượt ngục đào tẩu. Trước mặt là tuyết lớn mênh mông, có trăm vạn tên cớm chạy theo ngăn chặn, gió thổi hiu hiu. Giờ khắc này, chỉ có hai từ bi tráng để hình dung cảnh sinh tử ly biệt như vậy. Phích Lịch thương cảm nắm lấy tay Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư, hai vị huynh đệ, các ngươi nhất định phải cố gắng sống, sống cho tốt, chính là có ý nghĩa chính là sống thật tốt. Toàn bộ tài sản của ta đều ở trên người các ngươi. Đừng làm cao thủ mất mặt. Vô Song cảm động, nắm chặt tay, huynh đệ, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ sống tốt, chỉ là đám run rế các ngươi cũng khổ cực rồi. Không có gì, chỉ cần các ngươi có được hạnh phúc, chúng ta chịu chút ủy khuất đã tính là gì. Trong túi nhét đầy thuốc chưa? Phích Lịch quay đầu quan tâm hỏi han Pháo Thiên Minh. Đầy rồi. Pháo Thiên Minh cũng cảm động, các ngươi có nên để dành một ít không? Trường hợp chảy máu cam thì e không tìm được miếng vải bông để lau đâu. Không sao, ta có thể dùng áo lau. Tinh Ảnh đứng sau hai người ôm lấy nói, nhất định phải sống tốt. Chỉ cần sống sót là còn hy vọng. Ăn đủ chưa? Đủ rồi. Nhồi đầy ba Kim La Hán, các ngươi thật sự không để dành chút nào sao? Vô Song Ngư hỏi. Hát Bất Túy vỗ vai Vô Song Ngư, không sao, ta còn nửa bao lương khô, chia nhỏ hòa với tuyết ăn, cũng đủ dùng vài ngày. Nói xong lại vỗ vai Pháo. Thiên Minh, người tốt, người tốt. Đàn ông đàn an làm cái quái gì thế? Sa rất bất mãn nhảy ra nói nhỏ. Chà, nếu việc này làm được, ngươi nói thế nào thì thế đó, cô nương ta cũng sẽ nghe theo ngươi. Nếu không làm được, ngươi cứ cẩn thận đấy. Ngươi cũng vậy. Sa biến sắc chỉ vào Vô Song Ngư, hai nam nhân đồng loạt run rẩy. Được, được mà. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư nơm nớp lo sợ trả lời. Đường Đường ra lệnh, tất cả đều sẵn sàng, nghiêm, nghỉ. Nghe lệnh ta, Phích Lịch và Hát Bất Túy đi hướng Đông Hải Tuyết Nguyên. Vũ Lý Hoa và Kiếm Cầm đi Nam Hải Tuyết Nguyên. Tinh Ảnh và Phượng Hoàng đi Bắc Hải Tuyết Nguyên, Tiểu Tuyết đi một mình về Tây Hải Tuyết Nguyên. Sau khi vào Tuyết Nguyên, hai nhóm lập tức tách ra, Trừ Trà đi Đông Hải Tuyết Nguyên. Vô Song Ngư đi Nam Hải, hai người các ngươi xuất phát một ngày sau. Nhớ kỹ lộ trình di chuyển, cố gắng thay đổi hướng đi mỗi 15 phút một lần. 4 giờ trước, trên đỉnh núi liên tục có người ôm Kim La Hán xuống. Phần lớn là 5 người một nhóm, thấy Pháo Thiên Minh kéo một dây tượng Phật cũng chẳng có gì lạ, ai nấy tự đi về phía trước. Nguyên nhân chính là, Lãnh Nhược Tuyết thông báo cho Huyết Ảnh, đừng nghĩ đến cướp đồ của Ái Tam tiểu đội, lấy được hay không còn chưa nói, còn rất có thể bị đối phương nuốt chửng. Dây thừng của người ta vẫn còn trống đấy. Chân Hán Tử cũng rất thuận lợi gặp Lãnh Nhược Tuyết, trò chuyện vài câu rồi đi theo hướng Đông Hải Tuyết Nguyên. Huyết Ảnh không đi, hắn ngủm củ tỏi ở Thổ Môn. Nghe nói Thổ Môn chết rất thảm, bởi vì bảo vệ kho báu mà bọn họ phải đối mặt là vô số con rắn. Bọn họ phải lấy được 9981 chiếc chìa khóa trên thân rắn. Trong tình huống trần nhà rớt đầy rắn, dưới đất lúc nhúc rắn, bốn bức tường phủ kín rắn, tất cả đều bị dọa cho đơ người. Về phần Mộc Môn lại là cửa ải tương đối võ hiệp. Bảo vệ kho báu là 18 môn nhân thiếu lâm song tuyệt học. Hai mươi mấy người công kích cửa này do Tiểu Nhị cầm đầu, sau khi chết đi một nửa đồng bọn, tương đối dễ dàng chiếm được kho báu. Người chơi ở Hỏa Môn thì lại gặp rắc rối, hoàn cảnh của bọn họ là trong ngọn núi lửa dung nham. Đối thủ tuy không quá mạnh,
chỉ có một hỏa vân tà thần song tuyệt cấp 30, nhưng toàn bộ đại sảnh chỉ có 32 viên gạch lát thành hình hoa mai là có thể đứng. Trong khi có đến 16 người tấn công cửa này, mỗi người trung bình chỉ được 2 viên gạch, chưa kể những viên bị boss chiếm giữ. 22 người, tỷ lệ sống sót đạt 1/4, quả thực xứng danh tinh anh. Vô Song Ngư xem bản đồ, thấy xung quanh chỉ còn mình Pháo Thiên Minh, không khỏi thực lòng cảm khái. Hình ảnh các ngươi kéo cả chuỗi Kim La Hán đã lên diễn đàn, hiện thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của mọi người. Đường Đường nhắc nhở trên kênh, phải giết người rồi. Pháo Thiên Minh thở dài, y không quan tâm đạo đức nữa, vừa vào Tuyết Nguyên đạo đức đã hóa xám, nơi này là chiến trường hỗn loạn. Y cảm thấy quá nhiều, áp lực, biết thế cầm một cái thôi, kiếm ít tiền nhưng trong lòng thoải mái hơn một chút. Người khác càng ít kỳ vọng vào mình, người càng nhẹ nhõm. Đang suy nghĩ lung tung, Pháo Thiên Minh bỗng thấy cảnh tượng kỳ quái, cổ Vô Song Ngư như xuất hiện một đóa hoa máu nhỏ, rồi hắn vẫn giữ biểu cảm cảm khái hóa thành ánh sáng trắng. Kế đến một thanh đao thẳng tắp như kiếm xuất hiện, chủ nhân đao cũng xoay người lại, chính là Hồ Phỉ, kẻ bị mọi người bỏ qua suốt mấy ngày qua. Khi giết Vô Song Ngư, hắn dùng cổ Vô Song Ngư che đi thanh trường, tránh cho Pháo Thiên Minh phát hiện, rồi quay lưng về phía hai người, vung đao đâm lén một nhát. Đệt má nó, Pháo Thiên Minh vội vàng kéo dây thừng bên hông, ném Kim La Hán xuống đất, cả người lẫn kiếm xông tới. Hồ Phỉ cười khẩy, vung đao chém thẳng, chiêu thức hoàn hảo, phong tỏa cả đường tiến công lẫn hướng né tránh trái phải của địch, ép Pháo Thiên Minh chỉ còn lựa chọn lui về phía sau. Nhưng Pháo Thiên Minh lại chọn B, ta cược vận may với ngươi. Tay trái vung lên kẹp lấy đao, nhưng rõ ràng hôm nay không phải ngày lành cho cờ bạc, y thua, linh tê nhất chỉ không thể khởi động. Đao từ lòng bàn tay chém thẳng xuống cánh tay, nhanh chóng chém đứt cánh tay trái của y. Nhưng lúc này Hồ Phỉ không thể tiến thêm nữa, không phải xương cốt quá cứng, mà là vì thanh kiếm mỏng của Pháo Thiên Minh nhân lúc tay trái ngăn đao đã vào đâm thủng ngực Hồ Phỉ. Trong nháy mắt, khí lực toàn thân Hồ Phỉ tan biến, tựa như biến mất trên Tuyết Nguyên mênh mông này. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai bên chỉ dùng hai chiêu đã phân thắng bại sinh tử. Bình thường Pháo Thiên Minh sẽ tuyệt đối không dùng chiêu pháp lưỡng bại câu thương, hơn nữa đây là chiến pháp cực kỳ liều lĩnh. Có điều lúc này tâm lý y đang chịu áp lực lớn, lại thấy Vô Song Ngư duy nhất đồng mệnh tương liên với mình bị giết, tiểu vũ trụ bộc phát gây nên. Dĩ nhiên nguyên nhân tức giận chính là, đệt, vứt hết đống La Hán và áp lực lên vai mình, giờ mới hiểu thế nào là có tiền mà chẳng còn mạng để tiêu. Ta biết mà, ngươi là kình địch của ta. Hồ Phỉ nửa nằm trên tuyết, tay ôm vết thương, cười nói. Rốt cuộc ngươi đã chết thật chưa? Pháo Thiên Minh nhớ rõ vị trí đó trên cơ thể là tim. Sắp rồi. Hồ Phỉ thở dài. Chết cũng tốt, khỏi phải chịu tra tấn thêm, không có việc gì thì nằm sóng xoài trên mặt tuyết, khổ lắm. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên là Thanh Mai Trừ Trà. Làm sao? Pháo Thiên Minh vẫn cảnh giác, không hề coi thường độ âm hiểm của NPC, khó bảo đảm hắn chưa từng phẫu thuật tim rồi giấu nó vào trong bao tử. Thanh Mai Trừ Trà, có thể khuyên nhủ ngươi việc này được chăng? Ngươi nói đi. Sau khi ta chết, có thể ngươi đừng đụng chạm đến thi thể ta được chăng? Ân, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi, hãy đổi sang việc khác đi. Có rượu không? Sau khi lục lọi một hồi, Pháo Thiên Minh hỏi, chỉ có Coca-Cola thôi. Hay là uống tạm? Thêm tuyết vào Coca-Cola cũng được lắm, ta còn mang theo chanh. Nữa? Được rồi, được rồi. Hồ Phỉ dãy dụa lấy từ trong ngực ra một quyển sách, ném cho Pháo Thiên Minh, không còn gì nữa đâu. Đừng sờ soạng nữa có được không? Nghĩ tới một nam nhân sờ soạng thân thể của ta, bây giờ chỉ thấy buồn nôn thôi. Là thi thể. Pháo Thiên Minh sửa lại, ngươi cũng phải biết ta cố nhịn ghê tởm đến thế nào. Thế này đi, cởi áo choàng và đao của ngươi ra, ta sẽ thể không động đến ngươi. Hồ gia đao pháp, tuyệt học, tôn chỉ là lấy chủ khinh khách, lấy khách phạm chủ, lấy trẻ thắng già, lấy chậm thắng nhanh. Phòng thủ, thân không hở sơ. Tấn công thì cắt kim đoạn ngọc. Pháo Thiên Minh thuận tay học xong, cầm lấy thiết đao của Hồ Phỉ sử dụng thử. Một đao chém ra, bản thân cũng cảm nhận được một luồng khí thế không thể địch nổi chém tới, khí thế như không chém ngã kẻ địch sẽ không thu đao. Hóa ra là tâm lý thôi miên. Ngươi có khí thế như vậy, người khác cũng biết tránh né chứ. Lẽ nào khí tức rùa đen vừa hiện, người khác không thể chống cự hay sao? Pháo Thiên Minh thầm mắng một tiếng,
chiêu thức này nói đến tốc độ và lực sát thương thì kém xa vô danh khoái kiếm của chính mình. Điểm mạnh duy nhất chỉ là chiêu thức tương đối hoàn mỹ. Chỉ cần có thể làm cho chiêu thức này thuần thục, địch nhân ngăn cũng không thể ngăn, chỉ có lùi bước, bằng không tất nhiên là bị bổ đôi như trái dưa hấu. Chỉ có điều tốc độ của đao này thật không ra sao, trong nhóm bằng hữu hư hỏng của Pháo Thiên Minh 80% có thể phá được chiêu thức này. Về phần thủ, đây mới là nơi thực sự thể hiện giá trị của tuyệt học này. Pháo Thiên Minh múa đao một lượt, toàn thân trong phạm vi nửa trượng đều có ánh đao bao phủ. Pháo Thiên Minh là người luyện võ, biết rõ giá trị của đao pháp này, thực sự có thể dùng từ không chút sơ hở để miêu tả. Bất kể binh khí tấn công từ vị trí chính diện nào, đều có thể dễ dàng dùng thân đao ngăn cản. Chỉ có điều bản thân không thể như Hồ Phỉ, kết hợp công thủ, dùng nửa chiêu đỡ đòn liên tiếp xuất ra hai chiêu thức công kích. Đáng tiếc, không giúp ích gì được nhiều cho bản thân. Pháo Thiên Minh thở dài bắt đầu tính toán, tuyệt học này có thể bán được bao nhiêu tiền? Tại sao lại bị mình lãng phí như vậy? Hay là gia tài ngàn vạn lượng trên vai mình nên đã học được cách lãng phí rồi ư? Có nên tát mình vài cái trước hay không? Có nên làm cho mình đau lòng một chút không? Từ điểm này có thể thấy được, người này đối với những thứ có thể trông thấy vẫn nhất quyết áp dụng tư tưởng chiến lược thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cũng có thể thấy năm xưa Thải Vân Phi đúng là đã ngăn chặn một bi kịch khỏi xảy ra. Đương nhiên bi kịch vẫn cứ xảy ra, chỉ là không rơi trên thân mình, không thể gọi là bi kịch. Xét thấy mình có thể mang tội danh phá gia chi tử, Pháo Thiên Minh che giấu chân tướng nơi Hồ Phỉ tử vong, chỉ nói là sau khi giết chết Vô Song Ngư thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu không, người ta nhất định sẽ hỏi mình đã kiếm được lợi ích gì, rồi mình tự trả lời là tuyệt học. Người ta lại hỏi, tuyệt học thế nào? Trả lời cũng không tệ lắm, nhưng không hợp với bản thân mình. Có học không? Đã học rồi. Phá gia chi tử. Một ngày rưỡi sau, gần Đông Hải Tuyết Nguyên, Đường Đường quan tâm, chử trà, mệt chưa? Pháo Thiên Minh quay đầu lại nhìn đống kim la hán dài đến 40 mét, thở dài hỏi, có thể đổi câu hỏi khác được chăng? Câu hỏi đã bị hỏi lần thứ 9 trong ngày hôm nay rồi. Bây giờ ta cảm thấy mình như một đầu tàu hỏa. Cô đã từng nghe nói đầu tàu hỏa nào cũng biết mệt mỏi chưa? Vậy thay đổi câu hỏi, 320 ảnh hưởng đến ngươi nhiều như thế nào? Nếu phải kéo lê chạy theo, khinh công cùng thân pháp ít nhất giảm xuống 20%. Dây thừng có đứt không? Không đâu, gân châu cơ mà. Đao kiếm bình thường không có nội lực và võ công cao cấp thì không chém đứt được. Xin cô đấy, có thể hỏi một câu sâu sắc hơn được không? Sâu sắc ư? Theo tin tức đáng tin cậy, ở Đông Hải Tuyết Nguyên có một nhóm trên 80 người, mỗi giờ tiến lên 120 dặm, hiện ở cách Trung Hải Tuyết Nguyên chỉ khoảng 1.000 dặm. Giờ đây phích lịch mỗi giờ đi được 80 dặm, ra khỏi Trung Hải Tuyết Nguyên nửa giờ, giả thiết chúng đang chuyển động trên một đường thẳng. Hỏi rằng, chúng còn cần bao lâu nữa mới gặp nhau? Đây không phải sâu sắc. Vậy sâu sắc là gì? Sâu sắc chính là, ví dụ như nói làm thế nào để định vị con người và vũ trụ, cũng như sự cân bằng kỳ diệu giữa sinh mệnh và đạo đức, vân vân. Ngươi cứ kéo cái tàu nát của ngươi đi. Pháo Thiên Minh kéo 32 vị kim la hán chạy điên cuồng trên mặt tuyết, nhờ áo tuyết của Hồ Phỉ nên dù ở gần cũng không ai phát hiện ra y. Thân pháp và khinh công thực sự bị suy giảm 80%, may mắn trên băng tuyết không có gì nhô lên như đá, khỏi lo kim la hán bị va chạm sứt mẻ. Nhưng Pháo Thiên Minh vẫn rất bực bội, vừa nói đầu tàu là để an ủi bản thân, thực ra chỉ cảm thấy như xe trượt tuyết và chính mình lại là người kéo xe. Đến Đông Hải Tuyết Nguyên, Thiên Minh trước tiên hội họp với Phích Lịch và Hát Bất Túy đang chờ sẵn, ba điểm đỏ trên bản đồ hợp lại làm một. Phích Lịch đi về phía trái, Bất Túy đi đường giữa, Pháo Thiên Minh đi về phía phải. Đây là chiến thuật mới của Đường Đường sau khi Vô Song Ngư tử trận, dùng Phích Lịch và Hát Bất Túy thu hút người cướp bảo vật. Đến đây, cứ tiến thêm một đoạn nữa là rất có thể va chạm với kẻ cướp bảo vật. Anh yêu, sao anh lôi em đến đây? Bên cạnh một đống tuyết lớn, một cô gái nhìn say đắm một chàng trai. Đã mấy ngày chưa trò của với em, anh nhớ em lắm rồi. Đáng ghét, cô gái tát nhẹ vào vai chàng trai, cả hai ngồi xổm xuống. Không thể ngồi được, nếu không mông sẽ đông cứng. Vợ à, lần trước đi cày lợi chảo, sao chỉ cày được nửa chừng rồi đi mất tiêu, không từ giã gì cả. Tức giận đấy, bạn bè của anh chỉ biết võ công mà ngu ngốc chết được, kéo quái cũng không biết, bị quái động tay không chấn thương. Tí nào nhưng cứ la hét inh ỏi.
lần sau bọn mình không đi với nó nữa. Vậy lần sau bọn mình đi làm nhiệm vụ gì bây giờ? Anh nghe nói. Anh chàng này còn chưa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng ầm ĩ, cong 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 cong. Hai người ngước nhìn lên, chỉ thấy cách đó vài trăm thước, có hơn 30 vật thể đen kịt lao tới. Mặc dù lam sắc vẫn còn ở trong hang rắn, vẫn duy trì tình trạng bão tuyết, nhưng so sánh ra, tầm nhìn ở Đông Hải Tuyết Nguyên vẫn khá tốt. Đôi tình nhân kinh hãi, há hốc mồm nhìn ba mươi mấy pho tượng kim La Hán ảo đến. Ông già Noel, cô thì thầm, không thể nào. Có thì cũng phải là già Noel kiểu Trung Quốc, không thể bắt người ta tới Trung Quốc tặng quà rồi còn phải đi học ngoại ngữ. Lúc này ba mươi mấy vị kim La Hán chạy đến bên cạnh cặp đôi này thì đột nhiên dừng lại. Đúng lúc cô gái và chàng trai đang hồi hộp chờ xem sẽ có món quà gì rơi vào miệng mình, thì trong không khí cách hai người khoảng hơn 2 trượng bỗng hiện ra một cái đầu người hỏi, tiểu tiện tập thể à? Cô gái và chàng trai kinh ngạc há hốc miệng, cùng lắc đầu. À, ta tưởng thế chứ, thôi bye. Có tiếng keng keng, keng keng. Sau khi một hàng kim La Hán biến mất, cô gái Hạ là người tỉnh táo trước tiên, vội lao vào lòng chàng trai khóc thét lên, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Đạm Trần còn chưa kịp cảm tạ trời đất đã cho mình được hưởng một món quà lớn lao đến thế thì hắc bạch song sát đã từ trên trời giáng xuống. Báo cáo, ở hướng Tây Bắc cách đây 3 dặm đã phát hiện ra vật thể di chuyển với tốc độ cao. Một lính gác của đoàn thể 100 người báo cáo. Là cái gì vậy? Bão tuyết quá lớn, không nhìn rõ được, nhưng theo ước tính ban đầu, có lẽ là 30 mấy người có khinh công không tồi. Quan sát gần thử xem, mọi người cảnh giác. Có một chấm đỏ đang ở rất gần ta, đừng để kẻ khác được lợi. Bẩm báo, không thể quan sát gần được, bọn họ đã đi qua rồi. Nhưng ta nghe loáng thoáng có tiếng kim loại va chạm phát ra âm thanh leng keng. Leng keng, là thanh, mai chử, chà, mau đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.